Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 7. Hắn biết trạng thái hiện nay của Trần Đại Sinh, hôn mê càng lâu càng gay gâu, cần phải tận lực duy trì trạng thái tỉnh táo. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không phải đã tỉnh rồi sao? Quả nhiên, Trần Đại Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn rõ ràng người trong phòng, nhất thời cười khổ nói. Lại ngất đi một lần, số may tỉnh rồi, chỉ là không biết lần sau có vận may tốt như vậy hay không. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi thử đứng lên xem một chút. Trần Đại Sinh như nhìn người ngốc nhìn hắn, con ngươi lồi ra nói. Đứng lên, ta đã 5 năm không có. Đột nhiên tiếng nói của hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra một loại thần sắc cổ quái, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta, hai chân của ta có tri giác. Hắn kích động nói. Tiểu tử, sao ngươi làm được? Lý Vân Tiêu cười nói. Kỳ thực rất đơn giản, bên trong cơ thể ngươi chính là âm khí cực hàn. Tôn Chính Tông kia luyện chế dung dung đan cực dương cho ngươi bổ dưỡng, chỉ có thể trị phần ngọn. Phương pháp trừ tận gốc không chỉ phải trung hòa hàn băng, còn phải giải trừ hàn độc. Huyền hỏa đan của ta chính là có thể trừ hàn độc, chỉ có điều mới cấp 2, cấp bậc không đủ. Vì lẽ đó còn cần chí dương chân khí phụ trợ chữa thương. Thời điểm hắn giải thích, Trần Đại Sinh đã dùng hai tay chống lấy vại nước, từ bên trong đứng lên, đồng thời chậm rãi thả hai tay ra. Lý Thuần Dương chỉ lo hắn ngã, vội vàng đi tới nâng, lại bị Trần Đại Sinh ôm chặt lấy, cả người kích động run rẩy, mừng đến phát khóc nói. Đại ca, nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể một lần nữa đứng lên. Huynh đệ tốt. Lý Thuần Dương cũng kích động không thôi, ôm chặt lấy Trần Đại Sinh. 5 năm đau khổ, thời điểm Trần Đại Sinh chịu đủ dằn vặt, Lý Thuần Dương không phải cũng bị dày vò sao. Trần Đại Sinh lau nước mắt. Vui vẻ nói. Đại ca, người thật là có một đứa cháu ngoan a. Quá để ta ước ao. Lý Thuần Dương cười khổ nói. Tiểu tử này. Hắn phát hiện mình cũng không biết nên nói cái gì, mới có thể hình dung người cháu này, đột nhiên thở dài nói. Ai, nếu sớm một chút đem sự tình của ngươi nói cho hắn, ngươi sẽ không cần chịu nhiều đau khổ như vậy. Trần Đại Sinh cười to nói. Bây giờ ta có thể đứng lên. Đã rất vui vẻ, lại không đòi hỏi gì khác. Lý Vân Tiêu cười nói. Trần lão gia tử, qua mấy ngày nữa còn phải thống lĩnh đại quân Đông Trinh, không nên sa sút như vậy. Thống lĩnh đại quân Đông Trinh. Trần Đại Sinh sững sờ, lập tức cười to lên. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật biết nói đùa. Hắn chỉ vào đầu nói. Năm đó cả đời chinh chiến, sau này chỉ có thể ở đây hồi ức rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Trần Đại Sinh sững sờ, nhìn Lý Thuần Dương đồng dạng mỉm cười, ngạc nhiên nói. Đại ca, hắn nói sẽ không phải là thật chứ. Lý Thuần Dương vỗ vai của Trần Đại Sinh, thở dài nói. Huynh đệ, lần này thương thế của ngươi còn chưa khỏi, lại phải nhờ ngươi xuất chinh. Con mắt của Trần Đại Sinh trợn trừng, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ha ha, không nghĩ tới Trần Đại Sinh ta còn có thời điểm thiết giáp chiến y. Đại ca có lệnh, cứ phân phó là được, không ai dám không theo. Lý Thuần Dương gật đầu một cái nói. Chuyện này đợi lát nữa bàn bạc kỹ càng lại nói. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong mắt thả ra ánh sáng, thật giống như nhìn chằm chằm một kho báu, khà khà cười vài tiếng. Lý Vân Tiêu bị hắn nhìn mà có chút sợ hãi, cảnh giác nói. Làm gì, nhìn cái gì? Lý Thuần Dương vui mừng nói. Tiểu tử ngươi quả nhiên là cấp 2 luyện thuật sư, lần này ta là thật tin tưởng. Hắn đột nhiên giọng nói xoay chuyển, lộ ra vẻ tham lam, híp mắt cười nói. Cấp 2 luyện thuật sư, trên người khẳng định có không ít thứ tốt ha. Sau khi kế mông kia uống đan dược, có thể trong nháy mắt đột phá đến vũ quân, ban đầu ta thực là bị ngươi dao động, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là chính ngươi làm ra đúng không? Lúc trước ngươi cho kế mông kia thiên điểu đan là thứ gì? Ta là gia gia của ngươi, đãi ngộ cũng không thể thấp hơn kế mông a. Hóa ra là dọa dẫm vơ vét. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta nào có vật gì tốt? Sắc mặt Lý Thuần Dương nhất thời chìm xuống, cáu giận nói. Không có thứ tốt, phủ khố của Lý gia đi đâu rồi? Ngươi cho ta một câu trả lời. Hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt mắng. Trời ạ, Lý gia chúng ta tích lũy hơn 100 năm, lại bị ngươi chuyển hết. Chuyển không cũng thôi. Thậm chí ngay cả phủ khố cũng không còn,
Trời ạ, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy, căn bản là sẽ không tin tưởng. Lẽ nào ngươi ngay cả sơn động cũng không tha? Chuyện này, trên trán Lý Vân Tiêu bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, sự tình giới thần bi hắn không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói, nhìn ánh mắt ăn thịt người của Lý Thuần Dương, mới từ trên người lấy ra một bình đan dược, đưa tới nói. Này chính là thiên điểu đan, là một loại đan dược thông qua độc tính kích thích tiềm năng thân thể, sau khi ăn vào, thân thể sẽ rất không khỏe, nhưng chỉ cần dược lực biến mất liền không có vấn đề, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ. Tác dụng của thiên điểu đan đối với hắn càng ngày càng yếu, vì lẽ đó giữ lại cũng không có tác dụng, nên hào phóng lấy ra. Đan dược không có tác dụng phụ kích phát tiềm năng. Lý Thuần Dương đại hỉ cầm tới, một phát bỏ vào trong túi, tiếp tục híp mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Miệng nó, sẽ không phải còn muốn bóc lột ta chứ? Ngươi là trưởng bối, nên cho vãn bối đổ vật mới phải. Phủ khố đi đâu rồi? Sơn động đi đâu rồi? Đây là một bình vũ lâm đan, có thể thanh thần tỉnh não, lúc tu luyện tĩnh thủ tâm thần, có thể loại bỏ tất cả tạp niệm tâm ma. Cái gì, có thể loại bỏ tâm ma? Lý Thuần Dương vội vàng đoạt tới, gỡ nắp bình xuống, ở trên mũi nghe một hồi, không thể tin tưởng cất vào trong ngực. Trong tu luyện, sợ nhất chính là tâm ma quấy nhiễu. Nếu không cách nào bài trừ tạp niệm, tĩnh thủ bản tâm, như vậy tu luyện trái lại có hại vô ích, chớ đừng nói tăng cao tu vi. Loại đan dược này ở trên thị trường xưa nay đều là có tiền cũng không thể mua được, căn bản sẽ không có người lấy ra bán. Sau khi Lý Thuần Dương bóc lột hai bình đan dược, cũng theo đó dừng lại, dù sao Lý Vân Tiêu là cháu ruột của hắn, không thể một lần làm tuyệt, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Lý Vân Tiêu nhìn hắn giống như xem lợn béo nhìn mình. Không khỏi run cầm cập mấy lần. Lý Thuần Dương đột nhiên khà khà nở nụ cười nói. Khách nhân đều đến đủ, chúng ta đi ra ngoài đi. Toàn bộ Lý Phủ đều ở dưới thần niệm của hắn bao trùm, phát sinh mỗi một chuyện đều chạy không thoát con mắt của hắn. Bốn người Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Cổ Vinh cùng Kế Mông, đã bị Lý Bạch Phong sắp xếp ở phòng nghị sự, các loại chè thơm điểm tâm dồn dập đưa tới. Khi Lý Thuần Dương nâng Trần Đại Sinh đi vào, con người của Tiêu Khinh Vương đột nhiên mở lớn, từ trên ghế đứng thẳng lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người, thất thanh nói. Ngươi là Trần Đại Sinh, Lý Tiểu Tử, ngươi lên cấp Vũ Vương. Lạc Vân Thường đối với Trần Đại Sinh không quen, nên không có bao nhiêu cảm tình gợn sóng, nhưng nghe Lý Thuần Dương đã lên cấp Vũ Vương cảnh giới, lúc này trong con ngươi mới lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Đại Sinh một mặt phiền muộn, tựa hồ hơi có hồi ức, cười khổ nói. Khinh Vương. 5 năm không gặp a. Tiêu Khinh Vương nhìn hắn một hồi, trầm giọng nói. Năm đó ngươi cũng trúng hàn độc, không phải đã chết rồi sao? Trần Đại Sinh cười khổ lắc đầu, sau khi Lý Thuần Dương nâng hắn ngồi xuống, mới thở dài, đem ngọn nguồn sự tình giảng giải một lần. Nghe mà Tiêu Khinh Vương giận dữ, bực tức nói. Lý Tiểu Tử, khi đó vì sao ngươi không đến tìm ta? Nếu như việc này đúng là bệ hạ gây nên, ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Thuần Dương than thở. Năm đó ngươi không phải cũng trọng thương sao, bản thân cũng có vấn đề. Mà khi đó ta mới lên cấp Vũ Quân không lâu, căn bản không có thực lực chống đỡ chuyện này, chỉ có thể ẩn giấu Đại Sinh. Tiêu Khinh Vương lặng lẽ không nói, những năm này tình huống của hắn cũng từ từ suy thoái, tuy rằng tên tuổi Vũ Vương vẫn còn, nhưng ngày càng lụn bại, ngay cả Nam đội Trấn Quốc thần vệ, hắn cũng hữu tâm vô lực. Hắn nhìn Trần Đại Sinh một chút, lại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, trong mắt phóng ra tinh mang, trực tiếp hỏi. Vân Thiếu, ngươi nghiên cứu ra phương pháp chữa thương. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không sai, ta luyện chế một loại đan dược gọi là huyền hỏa đan, có thể áp chế hàn độc, nhưng cấp bậc quá thấp, chỉ có cấp 2, dược lực có hạn. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định phải có chân khí chí dương chí cương của Lạc lão sư phụ tá mới được. Hắn thưởng thức bình thuốc trong tay, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định nói. Nếu có thể hoàn toàn trị tận gốc thương thế của Tiêu thống lĩnh, ta hy vọng Tiêu thống lĩnh có thể vì Lý gia ta làm một ít chuyện. Tiêu Khinh Vương đại hỉ không ngớt, vấn đề quấy nhiễu nhiều năm rốt cục có thể giải quyết. Nhưng nghe Lý Vân Tiêu nói, lại trầm tư, cuối cùng ngưng tiếng nói. Điểm ấy ta rõ ràng, được người ân huệ, ân tình này đương nhiên phải trả. Ta có thể vô điều kiện đáp ứng các ngươi ba chuyện. Chỉ cần đừng quá làm khó dễ ta liền tốt. Được, ba cái đã đầy đủ. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra tinh mang,
cười to đưa tới bình thuốc chứa huyền hỏa đan. Lạc Vân Thường tựa hồ không để ý tới những chuyện này, chỉ là khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu, sợ hãi nói. Ngươi luyện chế ra đan dược cấp 2, ngươi, làm sao sẽ? Lý Vân Tiêu cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể giang hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, cái này, không cẩn thận liền luyện chế ra rồi. Vận may, vận may. Sau khi Lạc Vân Thường thất thần ngắn ngủi, liền khôi phục bình thường, trong mắt lộ ra một tia kỳ lạ, lắc đầu nói. Thì ra là như vậy, ngươi vẫn ẩn giấu sâu như thế, ngay cả ta cũng bị lừa gạt, hại ta trước đây còn vì ngươi bận tâm không ngớt. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi cảm động, hắn biết trước đây Lạc Vân Thường là thật sự vì muốn tốt cho hắn, nhưng sau khi biết được tình nhân trong mộng của nàng dĩ nhiên là mình kiếp trước, nhất thời có một loại cảm giác khác thường, sau khi nhìn thấy nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái cùng không tự nhiên. Hắn chân tâm cảm kích nói. Cảm ơn Lạc lão sư vì Vân Tiêu làm tất cả. Chuyện lần này, chỉ cần lão sư trợ giúp Trần lão gia tử cùng Tiêu thống lĩnh chữa khỏi nội thương, Lý gia chúng ta nhất định sẽ trả một phần thù lao khiến ngài thỏa mãn. Lạc Vân Thường lắc đầu nói. Tiêu thống lĩnh cùng Trần lão gia tử vốn là sống lưng quốc gia, trợ giúp bọn họ là việc nằm trong phận sự của ta. Thù lao liền không cần, nếu ngày nào đó ngươi có linh cảm, đừng quên gảy cho ta một khúc Quảng Lăng Tán, ta rất muốn nghe. Trên mặt nàng dị thường bình tĩnh, nhưng thời điểm nói đến Quảng Lăng Tán, trong mắt tựa hồ xuất hiện một tia gợn sóng nhộn nhạo lên. Tâm cảnh của Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng theo tia gợn sóng này, tâm tình có chút dập dờn, trong lòng nhất thời kinh hãi, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nghiêm túc nói. Ta nhất định sẽ vì ngươi gảy một khúc. Lời này của hắn có chút cụt hứng, Lạc Vân Thường sững sờ, liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Mọi người thương nghị một trận, liền quyết định ở lại Lý gia. Lý Vân Tiêu để Cổ Vinh phụ trách trị liệu, sau khi căn dặn vài câu liền bế quan. Ngày thứ hai, sáng sớm Lý Thuần Dương liền vào triều, đi cầu điều quân lệnh. Phòng luyện công của Lý gia, Lý Vân Tiêu vẫn là lần thứ nhất tiến vào, so với Giả Lam học viện còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, bất quá không có trận pháp trọng lực. Nhưng hắn có Hắc Nữ đại kiếm, trạng thái bình thường đều là gấp 10 lần trọng lực gia thân. Dựa theo dự tính nguyên bản của hắn, mình tu luyện đều là công pháp đứng đầu, con đường tu luyện cũng chính xác nhất, ở dưới cường độ này, mặc dù không có cơ duyên, cũng có thể sớm lên cấp võ sư mới đúng, nhưng mình hấp thu kỳ độc của Mộng Bạch cùng Hạo Nhiên chính khí của trăm vị sĩ tử, lại chỉ dừng ở thất tinh võ sĩ mà thôi. Điều này làm cho hắn dị thường buồn bực. Hô! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, hai tay bắt pháp ấn, nín thở ngưng thần, đem thần thức chìm vào giới thần bi trong đan điền. Lúc trước sau khi sử dụng đồng thuật, trong giới thần bi tựa hồ hơi có phản ứng dị dạng, hơn nữa không gian bên trong có thể làm cho đại diễn thần quyết hoàn chỉnh hiện hình ra, để hắn càng muốn mau chóng khai phát tiềm năng của bảo bối này. Thần thức của hắn ở trong giới thần bi hiện thành hình, hóa thành dáng dấp bản tôn, lẳng lặng đứng thẳng ở trong không gian độc lập. Không gian trong huyền binh ta gặp qua không ít, đều là đem pháp tắc không gian đơn giản, thông qua trận pháp cô đọng lại, nhưng loại không gian này đều là không gian tĩnh mịch. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm, nhìn trên bầu trời trôi nổi bạch vân điểm điểm, trên trời quang một mảnh sáng sủa, thở ra một hơi thật dài, quái dị nói. Không gian nơi này, thật giống như một mảnh thiên địa tự nhiên, giống như bí cảnh, tựa hồ. Là sống. Hắn dám 100% khẳng định, thủ đoạn luyện chế giới thần bi này, vượt xa hắn lý giải. Toàn bộ thiên vũ đại lục, tồn tại có thể luyện chế ra giới thần bi này. Hắn cau mày suy ngẫm. Trong mắt lướt qua một vệt tinh mang, trầm giọng nói. Gần như không tồn tại. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đai ở trên đại địa, lẳng lặng cảm thụ không gian rung động, hắn nhìn chằm chằm thân thể của mình một hồi lâu, mới tự nói. Có thể làm cho thần thức ngưng hóa không tan, linh hồn trực tiếp hiển hiện, quy tắc trong giới thần bi này cùng ngoại giới tựa hồ hơi không giống lắm. Hắn tự do ở bên trong đi vài bước, làm mấy cái động tác, đột nhiên sắc mặt trở nên quái dị lên. Sau khi trầm tư một lát, linh hồn huyễn ảnh của hắn ở trong giới thần bi bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm quyết, cùng bản thể không khác nhau chút nào, một trong một ngoài, đồng thời tu luyện. Không giống chính là, bản thể hấp thu là thiên địa nguyên khí, mà linh hồn của hắn là ở trong giới thần bi cô đọng hồn lực, hai người đồng thời tiến hành, chỉ có tâm thần liên kết, vốn là một thể, tương hỗ không quấy nhiễu.
quả nhiên là hai loại thiên địa quy tắc. Trong mắt hắn tuôn ra tinh mang, lộ vẻ đại hỉ, kích động nói. Nếu là như vậy, lúc ta tu luyện há không phải có thể phân tâm nhị dụng, linh thể cùng tu. Đã như thế, mặc dù việc tu luyện của ta so với thường nhân càng thêm gian nan, nhưng có thể tiết kiệm ra một nửa thời gian. Hơn nữa ở trong giới thần bi, đại diễn thần quyết có thể trực tiếp hiện hình, như vậy hồi phục hồn lực thuật luyện sư cấp 9 cũng sẽ không còn là xa xa khó vời. Tu luyện linh hồn so với tu võ mà nói, phải gian nan gấp trăm lần, tuy rằng hắn người mang các loại công pháp luyện hồn kỳ dị, nhưng đại đạo chi đồ, mãi mãi không có đường tắt. Cho dù nắm giữ tài nguyên tốt, cũng không cách nào tỉnh lược khổ tu, gian khổ, thời gian rèn luyện, bất kỳ một tên võ giả hay thuật luyện sư nào, đều là vĩnh viễn không ngừng tu luyện, mới có thể trở thành một phương hào kiệt. Tuy rằng giới thần bi kia hắn còn không thể nào hiểu được, nhưng đã có tâm niệm tương thông. Hắn biết mình bây giờ thực lực quá thấp, căn bản là không có cách nào tìm kiếm đến tột cùng, việc cấp bách chính là mau chóng tăng cao thực lực. Linh hồn của hắn ở trong giới thần bi cô đọng lên đại diễn thần quyết, thân thể ở trong mật thất lý ra, thì bắt đầu làm các loại động tác quái dị của bá thiên luyện thể quyết, trọng lực cũng cẩn thận từng ly từng tí khống chế tăng cường, đem cả người mình bỏ vào biên giới cực hạn, chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng đột phá. Ở dưới trạng thái bá thiên luyện thể, trọng lực tăng cường đến 30 lần, rốt cục đạt đến cực hạn chịu đựng, bắp thịt cùng toàn thân đều bành trướng, cảm giác trướng đau truyền vào trong đầu. Linh hồn huyễn ảnh ở trong giới thần bi cũng chịu đến quấy nhiễu, khẽ cau mày. Bản thể của Lý Vân Tiêu đột nhiên bắn ra một điểm quang mang to bằng đậu tương, nhất thời từ trong giới thần bi bay ra 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, xếp hàng ở trước người hắn. Ầm ầm ầm. Hắc nữ đại kiếm ở trong lòng bàn tay, hóa kiếm thành trường, một vệt kim quang thoáng hiện, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch nhất thời nổ tung ra, nguyên khí ẩn chứa ở trong đó như hơi nước sôi trào bắt đầu tràn ngập. Nguyên thạch vỡ vụn dồn dập hóa thành bột phấn, quy về cho bụi, tung bay ở trong mật thất. Tạo hóa nhất khí, hấp cho ta. Lý Vân Tiêu đánh xong, thân thể trong nháy mắt đạn về bình thường, từ kiểu chữ bá thiên khôi phục như cũ, hai tay tạo thành chữ thập, ổn như thái sơn, lỗ chân lông quanh thân dường như toàn bộ mở ra, ngàn tỷ tế bào toàn thân tựa hồ bắt đầu hô hấp lên, lượng lớn nguyên khí tỏ khắp mật thất, trong nháy mắt như phong bạo hướng về thân thể Lý Vân Tiêu tuôn tới. Chi? Hắn hô hấp phối hợp huyết dịch cùng chân khí toàn thân vận chuyển, vừa hút một cái, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch ẩn chứa nguyên khí bị hút vào hơn nửa, chuyển hóa thành chân khí tinh khiết nhất ở trong người lưu chuyển, trong quá trình này có hơn nửa nguyên khí cuối cùng sẽ trôi đi, một số ít bị thân thể hấp thu, cuối cùng cô đọng trầm tích xuống, lại theo kinh mạch trở về trong đan điền, hóa thành chân khí của mình. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ. Hồn, thể, khí quả nhiên có ngàn vạn tia liên hệ vi diệu, ở dưới hai loại trước phụ trợ, ta vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, dĩ nhiên có thể một lần hấp thu lực lượng của 8 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ở kiếp trước thời điểm cảnh giới này, có thể hấp thu 2 khối một lần, cũng đã nghịch thiên rồi. Trong mắt hắn xẹt qua một tia thần quang, tự nói. 3 loại cùng tu, mỗi lần lên cấp cần nguyên khí đều là nhiều gấp mấy lần võ giả bình thường, nhưng tốc độ hấp thu cũng hơn võ giả bình thường mấy lần, như vậy, ta cũng không có chịu thiệt. Hơn nữa ở dưới loại phương thức tu luyện này, coi như là mới vào võ sư, chân khí cũng chưa chắc tinh túy như ta. Chờ thời điểm ta lại trở về cửu thiên cảnh đỉnh phong, toàn bộ thiên vũ giới, còn có ai là địch thủ? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nóng rực, lấy ra lượng lớn nguyên thạch, như ném rác tung lên thiên không, hắc nữ đại kiếm không ngừng oanh kích ra, viên viên nguyên thạch nổ tung lên, chỉ chốc lát sau, trong toàn bộ mật thất, nồng độ nguyên lực dày đặc như thực chất. Tạo hóa nhất khí công, hút vào toàn bộ cho ta. Những nguyên lực này nếu tùy ý tỏ khắp, kết quả cuối cùng là sẽ trở về bên trong đất trời. Nhưng ở dưới tạo hóa nhất khí công của Lý Vân Tiêu, cả người hắn như là trung tâm một cơn lốc xoáy, nguyên khí bốn phía như long quyển loại nhỏ, dồn dập thu vào trong thân thể Lý Vân Tiêu. Nếu cảnh tượng như thế này bị người ngoài nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Ục 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 cô! Trên thân thể của hắn đột nhiên phát sinh các loại biến hóa quái lạ, thân thể giống như khí cầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, kinh mạch cũng bị no căng mấy lần. Không được, hấp quá hơn nhiều, ta quá tham. Hắn phát hiện năng lực chịu đựng của thân thể mình ở dưới lượng lớn nguyên khí rót vào, trong thời gian ngắn liền vọt tới đỉnh cao, toàn thân đều muốn nổ tung ra. Mặc kệ, chết thì chết,
chỉ là nguyên khí của hơn trăm khối hạ phẩm nguyên thạch mà thôi, chẳng lẽ còn có thể căng nứt ta sao? Trong hai mắt của hắn hiện đầy tơ máu đỏ chót, huyết mạch kinh lạc trên người cũng hiển hiện ra từng cái, thật giống như cây già cành rễ chi chít giao nhau, dáng dấp khủng bố. Hống, 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 từng tiếng rít gào một ngạt đến cực hạn, như lôi đình nổ vang, từ trong lồng ngực giống to mà ra. Ba tiếng qua đi, trên người Lý Vân Tiêu bắt đầu nứt ra từng vết, máu tươi chảy ra, trong đôi mắt cũng có huyết lệ, nhưng vẻ mặt của hắn lại dị dạng bình tĩnh, ánh mắt như nước trong suốt. Toàn bộ mật thất bỗng yên tĩnh lại, nguyên khí nguyên bản cuồng quyển cũng biến thành chậm rãi, bắt đầu đình chỉ lưu động. Lý Vân Tiêu không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở nơi đó, thật giống như không có một tia khí tức, ngay cả trong con ngươi, ánh sáng cũng bắt đầu ảm đạm đi. Cái cảm giác này, đúng là ta không chịu nổi, thân thể tan vỡ sao? Chuyện cười, làm sao có khả năng? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh mang trong con ngươi lần thứ hai bùng nổ, tựa hồ như tinh thần nổ tung, linh hồn huyễn ảnh ở trong giới thần bi đột nhiên biến mất, thần thức trở về vị trí cũ, tâm thần hợp nhất. Hống! Một tiếng nộ hống bất khuất kinh thiên truyền ra, hai mắt Lý Vân Tiêu trợn tròn, năm ngón tay hư nắm, xương cốt trên người nổ vang một trận. Trong mật thất, nguyên khí nguyên bản bình tĩnh xuống, lần thứ hai chịu đến lôi kéo mà điên cuồng tràn vào. Cảnh giới thất tinh võ sĩ, con mẹ nó, trực tiếp xông tới cho lão tử. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng thần thức mạnh mẽ dẫn dắt nguyên khí không ngừng tràn vào, bắt đầu điên cuồng xông phá bình cảnh thất tinh, từng luồng nguyên khí như sóng biển không ngừng đập đánh. Tinh lực cả người hắn sôi trào, ngoài ra dâng lên từng cái bọng máu, hàm răng cắn chặt. Trong thất khiếu chảy ra huyết dịch. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền ầm ầm vang lên ở trong đầu, nhất thời cả người đột nhiên buông lỏng, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới tràn vào thân thể, kinh lạc quanh thân thoải mái thích ý không nói ra được. Rốt cục thành công, ha ha, ta còn chưa có chết, ha ha. Lý Vân Tiêu cười lớn vài tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Tình cảnh mới vừa rồi, nếu vận khí kém, có chút sơ sẩy, khả năng chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Vạn kiếp bất phục. Nhưng những võ đạo cường giả này, cái nào không phải người điên? Cảm thụ lực lượng bát tinh trong cơ thể như sông lớn dâng trào, sau khi Lý Vân Tiêu cười to, cũng có chút nghĩ mà sợ, thầm nghĩ sau này không thể liều mạng như vậy, một lần số may có thể, nhưng không có nghĩa là nhiều lần đều có thể qua, chuyện như vậy xui một lần liền triệt để treo. Trong mật thất Lý gia có một phòng nghỉ ngơi cùng phòng tắm đơn độc, hắn cọ rửa lại vết máu trên người mình. Thay đổi một bộ quần áo sạch. Những vết thương kia ở dưới chân khí vận chuyển đã cấp tốc khôi phục lại. Đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới bát tinh võ sĩ, nhưng ngoài cửa có truyền âm đi vào, nói là có việc gấp thương lượng. Hắn hơi nhướng mày, lộ ra một tia không thích cùng bất đắc dĩ, bóng người lóe lên liền đi ra ngoài. Ngoài cửa là lão gia tử, nhìn thấy Lý Vân Tiêu đi ra, lúng túng nở nụ cười, ho khan nói. Khặc khặc, là như vậy. Ta vốn cũng không muốn đánh gãy ngươi, thế nhưng... ngươi, xảy ra chuyện gì? Ngươi đột phá đến bát tinh võ sĩ. Nguyên bản lời muốn nói trực tiếp bị nghẹn tiến trở về, hai mắt biến thành chuông đồng, miệng mở to có thể nhét vào dưa hấu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đến cùng là chuyện gì mau mau nói, nếu không phải ngài không có việc gì đến quấy rầy, ta là dự định lên cấp võ sư mới trở ra. Lý Thuần Dương a một tiếng, vẫn là há mồm trừng mắt, tựa hồ hoàn toàn choáng váng, trong đầu trống rỗng. Dù sao chuyện này thực sự là quá quỷ dị, quá khó mà tin nổi. Ngày hôm trước hấp thu hạo nhiên chính khí của đám thư sinh kia mới đột phá đến thất tinh, hiện tại mới qua hai buổi tối, liền biến thành bát tinh. Sao có thể có chuyện đó? Coi như mỗi ngày lấy đan dược cấp 9 ăn như ăn cơm, cũng không khuếch đại như thế a. Cứ theo tốc độ này. Lại qua mấy tháng còn không trực tiếp lên cấp vũ đế. Lý Vân Tiêu xoay người liền muốn vào mật thất. Không có chuyện gì ta tiếp tục tu luyện. Đừng đi, có việc có việc. Lý Thuần Dương vội vàng kéo Lý Vân Tiêu, đem nội tâm chấn động coi thành là ảo giác của mình, như không tồn tại, vậy mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Hắn nín thở ngưng thần, quyết định sẽ không tùy ý điều tra thực lực của Lý Vân Tiêu, như vậy thì sẽ không thất thố. Quả nhiên. Sau khi bình phục tâm cảnh, liền vội vàng đem sự tình đơn giản nói một hồi. Hóa ra là sự tình điều quân lệnh, lão gia tử lại không dám vào triều. Sau chuyện sĩ tử Tam Hiền, ai quy ẩn thì quy ẩn, ai về nhà thì về nhà,
còn có điên điên khùng khùng, lập tức chuyện làm ăn ở trên sông Tần Hoài liền trở nên vắng ngắt. Khổng Nhân Nghĩa càng là tức giận đến phun máu ba lần, sốt cao không dậy nổi. Lại cho người nâng lên cáng cứu thương, triệu tập hết thảy thái phó ở Quốc Tử Giám, tập thể tụ tập ở Kim Loan Điện, chờ Lý Thuần Dương cho hắn cái bản giao. Sợ đến Lý Thuần Dương ở rất xa nhìn thấy liền trốn, nghe nói đám người kia ngày hôm nay còn ở trong triều, không đợi được bọn họ thề không bỏ qua. Lúc này mới bất đắc dĩ, gọi Lý Vân Tiêu đi ra. Ngoá, một đám thư sinh tay trói gà không chặt, lão gia tử ngươi sợ cái gì? Ai cản giết ai? Trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia sát khí, mạnh mẽ nói. Trong lòng Lý Thuần Dương nhảy một cái, cười khổ nói. Nếu là đại thần bình thường, ta giết thì giết, nhưng Khổng Nhân Nghĩa này là thánh nhân hậu đại, đại biểu chính là nho gia chính thống trong thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu thiên hạ sĩ tử, nếu như ta giết, ắt bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, đi đến chỗ nào đều sẽ bị người phỉ nhổ a. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu như đao nhìn chằm chằm Lý Thuần Dương, thở dài lắc đầu nói. Lão gia tử vẫn là tâm thế tục quá nặng, cần biết người theo đuổi võ đạo như chúng ta, chú ý chính là thực lực chí tôn, khoái ý ân cừu. Cái gì nho gia chính thống, những thứ này đều là ngu dân thuật của đế vương Trần Tục, ở trong mắt chúng ta, cùng cặn bã có gì khác biệt. Chờ thời điểm chúng ta quát tháo cửu tiêu, tiếu ngạo đại lục, cúi đầu nhìn người trong thiên hạ, ai dám mắng ta. Lý Thuần Dương trợn mắt ngoác mồm, Lý Vân Tiêu nói từng chữ ở trong đầu của hắn như kinh lôi nổ vang, oanh đến đầu hắn ong ong rung động. Loại người như chúng ta, còn sợ thiên hạ, lão gia tử ngang dọc nhiều năm, bách chiến xa trường mà không sợ, hôm nay dĩ nhiên sợ một đám nho sinh cổ hủ, thật để Vân Tiêu chê cười. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, nhưng sát ý nồng đậm lại không hề che giấu chút nào tản mát ra, lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền muốn quét dọn những run dế cổ hủ này, xem ai có thể chặn ta. Trên người hắn có một luồng sát khí rất lớn tản mát ra, theo bước tiến của hắn mà không khí lưu động, sát khí lướt qua trên mặt Lý Thuần Dương, để vị vũ vương cường giả này cũng không nhịn được dùng mình một cái, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa nãy Lý Vân Tiêu nói để hắn như sấm bên tai, có cảm giác rộng mở trong sáng, thật giống như con đường võ đạo đột nhiên mở ra ở trước mắt. Sợ hãi rụt rè, làm sao chứng đạo. Chỉ có một đường hướng về phía trước, người ngăn cản tan tác tơi bời, mới là bản sắc của võ giả. Mà hiện tại trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra sát khí, càng làm cho vị lão tướng rong ruổi chiến trường, giết người vô số này cảm thấy sợ run tim mất mật, đây là loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, là căn nguyên nhất. Làm sao có khả năng, làm sao tiểu tử này sẽ có sát khí nặng như thế? Phảng phất như giết chóc ngàn tỷ sinh linh, nhiễm vô số nhân quả nghiệp lực mà thành, ngay cả ta ở trước mặt hắn, cũng cảm thấy từng tia khiếp ý. Trong mắt Lý Thuần Dương một mảnh mê man, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu vị tôn tử này. Loại sát khí kia chính là do linh hồn tản mát ra sát khí, tuy rằng kiếp trước Lý Vân Tiêu giết người không nhiều bằng Lý Thuần Dương, nhưng giết đều là một phương cự kình, tông sư bá chủ, sát khí trên thân mỗi người kia, đều hơn xa Lý Thuần Dương vạn lần. Hắn đã từng đứng trên đại lục đỉnh phong, loại khí chất quân lâm thiên hạ kia, càng là khiến lòng người sinh kính sợ. Tổ tôn hai người sóng vai, cưỡi khoái mã chạy vào Tử Cấm Thành. Hai người không hề che giấu khí tức trên người chút nào, người hai bên đường ở rất xa đã cảm giác được một luồng khí thế làm người ta sợ hãi run rẩy, rất sớm liền tránh thoát. Lý Thuần Dương nhìn kỹ vẻ mặt của Tôn Nhi, nội tâm cảm khái không thôi. Đồng thời cũng sinh ra vẻ ngóng trông con đường võ đạo vô tận kia. Nguyên bản sau khi lên cấp vũ vương, hắn đã hài lòng, cảm thấy đạt đến đỉnh cao cuối cùng của nhân sinh, nhưng vào giờ phút này, ở trên người Lý Vân Tiêu cảm thụ loại khí thế đại tông sư kia, nhất thời cảm giác ánh mắt của mình quá mức hẹp hòi, mà mình ở trên võ đạo, chỉ là vừa cất bước mà thôi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ xử lý xong chuyện của Tần Nguyệt, hắn liền triệt để rũ sạch việc ở phàm tục, chuyên tâm tu luyện. Phía trước là người phương nào? Đây là trước cửa hoàng cung, không được càn rỡ, mau mau xuống ngựa bộ hành. Thị vệ ở trước cửa hoàng cung xa xa nhìn thấy hai con ngựa trắng lao đến, con người đột nhiên co rút nhanh, người đến thật lớn mật, vội vận đủ trung khí, lớn tiếng quát ra. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm, đem âm thanh tụ thành một đường, đột nhiên phun đi ra ngoài, ở trên bầu trời hoàng cung đột nhiên nổ vang. Chiến sự khẩn cấp, có quân tình trọng yếu phải bẩm báo bệ hạ. Trì hoãn không được, xin thứ cho vô lễ.
Thị vệ kia cả kinh, vội vàng quát lên. Bất luận có chuyện gì, lập tức xuống ngựa bộ hành, chờ ta thông bẩm bệ hạ. Không kịp, tránh ra. Làm càn, xuống ngựa. Lại không tránh ra, đừng trách ta vô tình. Lớn mật, còn không xuống ngựa, chính là muốn chết. Ai, vì sao khổ như thế chứ? Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, ngựa trắng đã vào tới cửa cung, hai tên binh sĩ kia kinh hãi, vội vàng rút đao. Trong ánh mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia kiếm quyết, thái âm hàn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang phản xạ mà ra, trong nháy mắt đâm trúng hai mắt của hai tên hộ vệ, tiếp theo hàn mang lấp lóe, hai cái đầu lâu bay lên. Con người của Lý Thuần Dương cũng hơi mở lớn, trầm giọng nói. Giáo huấn hai người kia là được, vì sao phải giết bọn hắn? Hắn mang binh nhiều năm, đối xử bộ hạ như với người thân. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, hàn quang lấp lóe, sát khí trên người đại thịnh. Ngày hôm nay, ta chính là đến giết người. Lý Thuần Dương hơi nhướng mày, lặng lẽ không nói, nhẹ nhàng đi theo phía sau hắn. Tôn nhi này làm việc cùng ý nghĩ, đã hoàn toàn không ở trong hắn lý giải. Nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác ngưỡng mộ, hắn không muốn đi can thiệp Tôn nhi làm việc, chỉ muốn lặng lặng nhìn. Nhìn xem đến cùng Lý Vân Tiêu xử lý việc này như thế nào. Ngược lại có hắn là Vũ Vương ở phía sau thúc đẩy, bí quá trực tiếp phản đi ra ngoài. Trong Thiên Thủy Quốc, ngoại trừ vị kia ở Già Lam học viện, còn có ai có thể đỡ được hắn. Sáng sớm nghe xong Lý Vân Tiêu nói, thế tục chi tâm của hắn cũng dần dần phai nhạt, đối với chuyện tận trung vì nước, cũng đã không để trong lòng. Người phương nào lớn mật, lại dám xông vào hoàng cung, chém giết thị vệ. Từng tiếng hét phẫn nộ từ trong cung truyền ra, lượng lớn thị vệ từ bốn phương tám hướng xuống lại. Giờ khắc này là thời điểm lâm triều, các đường đại thần đều ở trên Kim Loan Điện, còn có Khổng Nhân Nghĩa cũng nằm ở trong cáng cứu thương, đặt ở giữa bậc thềm, ngoài điện quỳ hơn trăm tên thái phó quốc tử giám. Ta chính là Lý Vân Tiêu, con trai của Phi Long tướng quân Lý Trường Phong, có quân tình hết sức khẩn cấp muốn bẩm báo bệ hạ. Quân tình khẩn cấp, không kịp thông báo, mong chư vị tránh ra. Lý Vân Tiêu hét lớn đáp lại, thái âm hàn kiếm trong tay càng là hàn khí bắn ra bốn phía, ác liệt bức người, cung đình thị vệ vây hai người từng vòng, nhưng không dám tiến lên. Ngày hôm nay quản ngươi là ai, dám chém giết thị vệ hoàng cung, đó là một con đường chết. Một bóng người bay lên trời, tay áo bào to lớn ở trên không trung phồng lên, cả người lăn như viên cầu, gào thét xoay tròn lại đây, nếu không phải còn có thể nhìn thấy cái đầu, người ta còn tưởng rằng là quả bóng hoa. Người kia chớp mắt liền đến gần Lý Vân Tiêu, hét lớn duỗi ra cánh tay ngắn nhỏ, một chưởng liền đánh xuống, nhất thời trên bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen, lực lượng bốn màu hội tụ ở lòng bàn tay, hình thành từng đạo áp lực cực lớn, tầng tầng phủ xuống. Khắp toàn thân Lý Vân Tiêu từ trên xuống dưới đều bị kình khí kia khóa chặt, không chỉ không cách nào nhúc nhích, hơn nữa còn như núi cao đè xuống, thân thể chịu đựng áp lực cực lớn. Tuấn Mã ở dưới uy thế kia, trong nháy mắt hí lên kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trong cơ thể nổ tung, hóa thành một vũng máu thịt. Ánh mắt của hắn ngưng lại, lạnh lùng nói. Bát tinh tứ tượng cảnh, vũ quân cường giả. Trong lòng Lý Thuần Dương chấn động, phi thường kinh ngạc. Người đến chính là cung đình thị vệ thống lĩnh cảnh Phi Bạch, chỉ có điều thực lực đạt tới bát tinh tứ tượng cảnh, ngược lại cũng ra ngoài dự liệu của lão gia tử. Hắn không chờ Trưởng Phong hạ xuống, cả người đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy lên. Lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy lao về phía cảnh Phi Bạch. Mọi người chỉ nhìn thấy hai bóng người tựa hồ ở trên không trung va vào một phát, sau đó viên cầu kia dường như lọt khí, đầu tiên là phun ra một ngụm máu lớn, sau đó phát sinh âm thanh xèo, liền ở trên không trung bay đi. Chỉ có Lý Vân Tiêu thấy rõ ràng, đầu tiên là lão gia tử bắt được cánh tay của cảnh Phi Bạch, trực tiếp bẻ gãy mất, sau đó một cước đá vào lồng ngực của hắn. Lý Thuần Dương rơi xuống đất, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn dùng thanh âm hùng hồn lạnh lùng nói. Quân tình hết sức khẩn cấp, các ngươi cũng dám ngăn trở. Lại có người dám ngăn trở, giết không tha. Thị vệ bốn phía hoàn toàn biến sắc, cảnh thống lĩnh trong ngày thường ở trong mắt bọn họ như là thần linh, dĩ nhiên không chịu được một đòn như thế. Hơn nữa mọi người cũng lập tức nhận ra người tới, chính là Tĩnh Quốc công Lý Thuần Dương, lần này từng cái càng là sợ hãi không ngớt. Cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Lý Thuần Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn phía, đối với Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu ra hiệu, ý tứ là có thể đi rồi, ngày hôm nay ta ở sau lưng làm hộ vệ của ngươi, xem ai dám ngăn trở.
Lý Vân Tiêu biết hôm nay lão gia tử là đang đợi nhìn hắn biểu hiện, lúc này nở nụ cười, nhanh chân đi về phía trước, trong miệng lớn tiếng nói. Lý Vân Tiêu, con trai của Phi Long tướng quân Lý Trường Phong, có quân tình hết sức khẩn cấp muốn bẩm báo bệ hạ. Âm thanh từng đạo khuếch tán ra, hướng về Kim Loan Điện truyền vào. Người ở trên cung điện đều khiếp sợ, Tần Dương biến sắc, trong lòng cười lạnh không ngớt, hắn ra khỏi hàng nói. Phụ vương, Lý gia tổ tôn này càng ngày càng coi trời bằng vung, xem hoàng cung là nơi nào. Lại dám chém giết thị vệ, mạnh mẽ xông vào, chuyện này quả thật chính là miệt thị thiên uy, tội đáng chu cửu tộc. Trên trán Tần Nguyệt cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu không đến thì thôi, vừa đến đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong triều đình, không chỉ có Tần Dương mắt nhìn chằm chằm, còn có Khổng Nhân Nghĩa là thánh nhân hậu đại, Nho Gia đạo sư nằm ở giữa điện, đều đang đợi trừng trị bọn họ. Hiện tại lại chém giết thị vệ cung đình, sách lược tranh thủ điều quân lệnh lập tức vô dụng. Tần Chính nổi trận lôi đình, ngồi ở trên long y kịch liệt ho khan không ngớt, cả giận nói. Tuyên Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu lên điện. Tuyên Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu lên điện. Thanh âm của thái giám từng đạo truyền đạt đi. Sau khi những cung đình thị vệ kia nghe được tuyên triệu, lúc này từng cái mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nếu quốc vương không tuyên triệu, để Lý Vân Tiêu cứ như thế đi vào đại điện, như vậy những thị vệ bọn họ đều là tội chết. Nếu ra tay ngăn cản, cũng là một con đường chết 100%. Hiện tại tuyên hai người Lý Vân Tiêu, tương đương với đại xá bọn họ, từng cái vội lui ra. Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu, đứng lại. Đột nhiên một tiếng quát to từ phía trước truyền đến, ở ngoài đại điện quỳ hơn 100 tên thái phó, dồn dập trợn mắt. Từng cái đứng lên đi tới ngoài Kim Loan Điện, ngăn trở đường đi của hai người. Lý Thuần Dương, Lý Vân Tiêu, tổ tôn hai người các ngươi tội ác chồng chất, nhục mạ hậu đại của Khổng Sư Thánh Nhân, tàn hại trên 100 vị sĩ tử thư sinh, thật là tội không thể tha thứ. Hôm nay ở ngoài Kim Loan Điện, càn khôn sáng sủa, chính là ngày tổ tôn hai người các ngươi đền tội, thiên địa chứng giám. Ngày đền tội, thiên địa chứng giám. Hơn 100 người đồng thời tức giận quát lên. Trong lúc nhất thời khí thế đột nhiên bão nổi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, hạo nhiên chính khí lúc ẩn lúc hiện, nhất thời thất vọng lắc đầu nói. Những thái phó quốc tử giám này, đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, ngay cả những thư sinh kia cũng không bằng, một chút xíu hạo nhiên chính khí như thế, ta cũng chẳng muốn thu. Con! Âm thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vang vọng, hắn rút ra thái âm hàn kiếm, không nói hai lời liền chém xuống. T. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên cổ năm, sáu người bị mở ra lỗ hổng lớn, máu như suối phun xì ra, từng đóa huyết hoa ở trên không trung tản ra, năm, sáu người kia che cổ, chỉ là mất máu quá nhiều, con người dần dần phóng to, tại chỗ ngã xuống chết rồi. Chi! Hết thảy thái phó quốc tử giám dồn dập hút vào ngụm khí lạnh, sợ hãi tản ra hai bên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lý Vân Tiêu giám ở ngoài Kim Loan Điện, nói giết liền giết. Chiêu kiếm này xuống, nhất thời làm tất cả mọi người đều kinh sợ, lại không người dám hô một tiếng. Lý Vân Tiêu thu kiếm mà đứng, trên mặt lãnh đạm phảng phất như một vị sát thần, hết thảy thái phó bi phẫn không ngớt, càng có người thậm chí thấp giọng khóc lên. Hắn lãnh đạm nhìn những người này một chút, thản nhiên nói. Triều đình đại sự, không phải các ngươi những sĩ tử thư sinh này có thể tùy tiện tham dự. Bị người lấy làm quân cờ, còn tưởng rằng là nhân giả đại nghĩa gì. Hoang đường buồn cười. Ngày hôm trước hơn 100 tên thư sinh, cùng với các ngươi hôm nay, chính là kết cục, chỉ làm chuyện vô bổ, thậm chí các ngươi đến cùng cũng không biết là chết như thế nào. Hảo hảo ở quốc tử giám dạy học viết chữ mới là địa phương các ngươi nên đi. Hắn nhìn về phía Kim Loan Điện, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Còn có, nếu như Khổng Nhân Nghĩa thật sự nhân nghĩa, liền không nên để cho các ngươi thay hắn chặn chết ở ngoài Kim Loan Điện. Hắn bỏ lại câu này, liền theo Lý Thuần Dương một trước một sau, bước vào trong Kim Loan Điện. Những thái phó quốc tử giám kia nghe hắn nói, nhất thời có chút hiểu ra, nhưng nhìn mấy vị đồng bạn chết đi, vẫn là lòng thấy đau buồn. Vừa nãy việc ngoài điện, hết thảy triều thần cùng Tần Chính đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đều giật mình, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu giám làm cản đến trình độ như thế. Khổng Nhân Nghĩa càng là từ trên băng cán trực tiếp bò lên, khóc lớn nói. Trời ạ, bệ hạ, ngài nhất định phải vì vi thần làm chủ, tru diệt hai ác ma này. Tần Chính gật đầu cả giận nói.
Lý Vân Tiêu, người thật to gan, cũng dám ở trước mặt chấm, ở ngoài Kim Loan Điện giết người. Đầu tiên là giết thị vệ, sau giết thái phó, người thật là coi trời bằng vung. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên trước, cũng không hành lễ, chỉ là chắp tay nói. Bệ hạ, chính là bởi vì ta có pháp có thiên, mới giết những người đó. Nói bậy, Tần Dương biết là thời điểm mình nhảy ra, trợn mắt nói. Giết người đền mạng, người dám ở hoàng cung hành hung, bất chấp phương pháp, đáng chém. Lý Vân Tiêu lạnh như băng nhìn hắn, một bộ châm chọc cười lạnh nói. Dương Vương Tử cũng hiểu vương pháp. Tần Dương lạnh rên một tiếng, thầm nói hôm nay ngươi cả gan làm loạn như vậy, xem ngươi làm sao thoát thân được. Hắn ngẩng đầu lên, làm ra một bộ cao cao tại thượng, cao giọng nói. Đương nhiên, đã như vậy, Lý Vân Tiêu cao giọng nói. Lại bộ thượng thư đại nhân có ở đó không? Trong hàng đại thần, lại bộ thượng thư Ban Văn Lâm hơi nhướng mày, do dự một chút liền đi ra nói. Lão hủ ở đây, không biết Vân Thiếu gọi lão hủ có chuyện gì. Thân là lại bộ thượng thư, tuy rằng không bằng Lam Hoàng cùng Lý Thuần Dương, nhưng cũng coi như quyền cao chức trọng, hắn vẫn chưa tham dự đến hai phái đấu tranh, vì lẽ đó ai cũng không muốn đắc tội, khách khí hô Lý Vân Tiêu một tiếng Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu ôm quyền hành lễ nói. Bổn thiếu gia có mấy việc không rõ, mong lại bộ thượng thư đại nhân chỉ giáo. Ban Văn Lâm làm cái tư thế xin mời nói. Vân Thiếu mời nói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tần Dương một chút, cao giọng nói. Xin hỏi ngăn cản người bẩm báo quân tình khẩn cấp, theo quốc pháp đáng tội gì? Ban Văn Lâm sững sờ, lập tức cau mày nói. Quân tình khẩn cấp, chính là quốc gia đại sự, ngăn cản người đăng báo, theo quốc pháp đáng chém cửu tộc. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức một bộ rộng mở trong sáng. Chẳng trách tiểu tử này ở rất xa liền hô lớn có quân tình hết sức khẩn cấp, xem ra hai tên thị vệ kia là chết không công rồi. Tần Dương cũng sửng sốt, sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại chui chỗ trống này. Hắn lạnh giọng nói. Coi như hai tên thị vệ này phạm vào tội chết, nhưng những thái phó ngoài cửa thì sao? Người cái công tử bột lãnh huyết này, giết người như ngoé. Những thái phó kia từng cái đọc đủ thi thư, trong ngày thường không tranh với đời, một lòng vì nước vì dân, đào tạo vô số trụ cột cho quốc gia, người không nói hai lời liền trực tiếp chém giết. Việc này, lẽ nào cũng là bởi vì vương pháp sao? Ô, các ngươi chết thật oan a! Khổng Nhân Nghĩa cũng há mồm khóc giống lên. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hai người này một chút, cười nhạo nói. Sao không nói bọn họ nói xấu tổ tôn ta, xin hỏi lại bộ thượng thư đại thần, nói xấu trọng thần triều đình, phải bị tội gì? Ban Văn Lâm nhíu mày càng chặt, khá có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu một chút, mới nói. Nếu nói xấu là thật, tội đáng mất đầu. Tần Dương sững sờ, hắn xác thực không nghĩ tới còn có loại điều lệ này ở trong luật pháp. Những quan to triều đình này, trong ngày thường vu hại lẫn nhau cơ bản đều là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng chưa hề nghĩ tới thân phận của những thái phó kia, chỉ là chút quan chức cấp thấp mà thôi. Khổng Nhân Nghĩa đỏ mắt, cao giọng gào thét nói. Nếu là bình dân nói xấu, xác thực đáng giết, nhưng những thái phó kia đều là có chức quan trong người, huống hồ nói đều là thật, tại sao nói xấu? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, theo dõi hắn, cười lạnh nói. Nói là thật, Khổng Thánh Nhân, cẩn thận ta cũng cáo ngươi nói xấu. Quốc vương bệ hạ triệu ta yết kiến. Những thái phó kia ngăn cản không cho. Kha kha, xin hỏi Khổng Thánh Nhân, ngăn cản người chấp hành thánh chỉ, phải bị tội gì? Này! Khổng Nhân Nghĩa nhất thời mắt choáng váng, ngăn cản tổ tôn Lý gia yết kiến là phương án lúc trước của bọn họ, căn bản không nghĩ tới bệ hạ sẽ tuyên, cũng không nghĩ Lý Vân Tiêu ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ nhìn lại, những thái phó kia cũng là không công chết oan rồi. Ban Văn Lâm khẽ lắc đầu một cái nói. Ngăn cản người chấp hành thánh chỉ, đáng chém cửu tộc. Lý Vân Tiêu nhất thời quát lên. Rất tốt, nếu như ta nói không sai, trong những thái phó đó có một người tựa hồ là cháu ruột của Khổng Thánh Nhân, như vậy cửu tộc tự nhiên cũng bao quát cả Khổng Thánh Nhân ở bên trong. Thánh Nhân làm lãnh tụ Nho gia, hậu đại Khổng Thánh, mỗi tiếng nói cử động đều là tấm gương cho thiên hạ noi theo, tự nhiên phải biết quốc pháp như núi, pháp không dung tình. Khổng Nhân Nghĩa có chút hoảng lên, ngươi ở trong miệng nói không ra lời, đột nhiên linh cơ khẽ động, vội vàng hướng Tần Chính hạ bái, gào khóc nói. Bệ hạ thay ta làm chủ a.
các đại thần triều đình căn bản là không ai muốn đứng ra nói chuyện, một là không muốn đắc tội Lý gia, hai là nghe được Lý Vân Tiêu nói pháp không dung tình, nhất thời cũng không lời nào để nói. Chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể chọc thủng trời, nhỏ căn bản không phải một chuyện, hoàn toàn là nhìn thái độ của đối phương. Hiện tại Lý Vân Tiêu chính là nắm lấy điểm ấy, cố ý muốn chọc thủng trời. Lý Thuần Dương đứng ở phía sau xem mà trợn mắt ngoác mồm, làm sao cũng không nghĩ ra vấn đề làm đầu mình đau, dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này. Này, đây thật sự là tôn tử của mình sao? Lý gia vẫn luôn là võ tướng thế gia, ở trên miệng lưỡi chi tranh đều có khiếm khuyết, căn bản không phải đối thủ của những hủ nho này, nhưng ngày hôm nay không chỉ trắng trợn không kiêng dè xông tới, gặp người giết người, hơn nữa còn trực tiếp nắm lấy chủ động, đem Khổng Nhân Nghĩa ở trên quốc pháp cùng đạo nghĩa đè gắt gao. Ngay cả văn võ đại thần cũng từng cái trợn mắt ngoác mồm, nếu tội danh của Khổng Nhân Nghĩa định xuống, này há chẳng phải là chu giết thánh nhân hậu đại. Nhưng nếu không định, xem bộ dáng kia của Lý Vân Tiêu, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này ngay cả quốc vương cũng có chút đau đầu. Khắp khuôn mặt Tần Chính là vẻ sầu lo, ánh mắt cũng có chút dại ra, so với lần trước Lý Vân Tiêu thấy hắn tinh thần rõ ràng kém hơn nhiều, một là tuổi quá lớn, quanh năm đắm chìm trong tửu sắc. Hai là bởi vì chúng độc quá sâu, sợ là sẽ không còn bao nhiêu thời gian. Hắn nghĩ một hồi, lúc này mới chậm rãi nói. Khổng lão sư chính là thánh nhân hậu đại, đồng thời cũng là lão sư vỡ lòng của trẫm. Chuyện lần này chính là chất nhi của hắn làm, tội không ở hắn. Trẫm nể tình khổng lão sư công lao to lớn, do đó đặc xá. Còn chất nhi của hắn, tội đáng trảm thủ, cũng nên cho Vân Tiêu một câu trả lời. Bệ hạ vạn tuế. Đa tạ ơn tha chết của bệ hạ. Khổng Nhân Nghĩa đại hỉ quỳ xuống, hung hăng dập đầu. Nghe được mình có thể sống, cũng không lý chất nhi của mình chết sống, còn hung hăng nịnh hót, để một ít đại thần nguyên bản cho rằng Khổng Nhân Nghĩa vô tội, cũng bắt đầu trở nên phản cảm. Lần này hai phe trận doanh đều chú ý đến, tội danh của Khổng Nhân Nghĩa đã xá, cũng cho Lý Vân Tiêu một câu trả lời chắc chắn, xem như là quyết đoán vô cùng cao minh, theo lý song phương cũng nên thỏa mãn. Nhưng Lý Vân Tiêu lại không tha thứ, cao giọng nói. Bệ hạ không thể, chính bởi vì Khổng Thánh Nhân là tấm gương của người trong thiên hạ, vì vậy càng phải quốc pháp như núi. Huống hồ vương tử phạm pháp tội như thứ dân, lẽ nào Khổng Thánh Nhân so với vương tử còn muốn cao quý hơn sao? Lý Vân Tiêu, ngươi. Khổng Nhân Nghĩa thấy đối phương nhất định phải đẩy mình vào chỗ chết, nhất thời giận dữ hét. Bệ hạ tự có thánh quyết. Há cho phép người cua tay múa chân. Người rõ ràng chính là không đem bệ hạ để ở trong mắt. Lý Vân Tiêu như nhìn người ngu nhìn hắn, cười lạnh nói. Ta đương nhiên chưa hề đem bệ hạ để ở trong mắt. Rào. Hắn vừa nói câu này, nhất thời mọi người chấn động tới một mảnh thổn thức cùng hoảng sợ, ngay cả Lý Thuần Dương cũng há to mồm, không biết tôn nhi này muốn làm gì. Tần Nguyệt cảm giác đầu lớn lên, nguyên bản thế cuộc tốt đẹp, ép đối phương gắt gao. Sao lại đột nhiên bốc lên câu nói đại nghịch bất đạo như vậy? Tần Chính cũng ngẩn ra, nhất thời giận tím mặt, đang muốn nổi giận, đã thấy Lý Vân Tiêu chỉ buồng tim của mình, một mặt tôn kính. Trên mặt Lý Vân Tiêu động tình nói. Bệ hạ là phải để ở chỗ này tôn trọng, chúng ta làm thần tử, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đem bệ hạ để ở trong lòng, dốc lòng nghe theo mỗi một đạo ý chỉ cùng giáo huấn của bệ hạ, mà không phải giống như người cả ngày đem bệ hạ treo ở bên mép giảng. Không ngần ngại chút nào, ngươi là có ý gì? Chẳng trách Khổng Thánh Nhân dám cãi lời thánh chỉ, hóa ra là căn bản không đem bệ hạ để ở trong lòng, lẽ nào Khổng Thánh Nhân tự cho là so với bệ hạ còn muốn cao quý? Hay là Khổng Thánh Nhân cảm thấy bệ hạ hiền năng không đủ, có phải là vị trí của bệ hạ nên để ngươi đi ngồi một chút? À, lần này tất cả mọi người lần thứ hai dại ra. Tội danh ngăn cản thánh chỉ còn chưa tẩy sạch, lại bị chụp mũ tạo phản. Khổng Nhân Nghĩa chỉ cảm thấy đầu óc bối rối, nguyên bản người bị bệnh nặng, lần này càng là giận sôi lên, run cầm cập lấy tay chỉ Lý Vân Tiêu. Ngươi. Sau khi run cầm cập một lúc, đột nhiên động tác của hắn ngừng lại, con ngươi trong ánh mắt dần dần khuếch tán. Phốc! Khổng Nhân Nghĩa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là buồn giận đọng lại ở trước ngực hắn, sau khi làm xong động tác cuối cùng này, hắn ngửa mặt ngã xuống. Ầm một tiếng ngã chồng vó ở trên kim loan điện, triệt để không còn sinh cơ. Một đời đại nho, lại bị tươi sống tức chết rồi. Cả sảnh đường đều giật mình.
Lý Vân Tiêu thấy buồn cười nói. Quả nhiên là thánh nhân hậu đại, đương đại đại nho, lấy chết chuộc tội cho khuyết điểm của mình, cũng coi như là hiểu nhân nghĩa, biết xấu hổ. Người chết là hết, Khổng lão sư phạm vào sai lầm, chúng ta cũng nên khoan dung độ lượng tha thứ hắn mới phải. Kính xin bệ hạ thánh quyết. Chúng đại thần đều là hai mắt nhìn nhau, thầm nói Lý Vân Tiêu này cũng quá độc ác, Khổng nhân nghĩa đã bị tươi sống tức chết rồi, còn không chịu cho người ta một cái thuần khiết, nhất định phải trước đẻ tội danh. Tiểu tử này có thù tất báo, cùng người không chết không thôi, chết rồi cũng không tha, ngàn vạn lần chớ trêu chọc hắn. Tần Chính ho sặc sụa mấy lần, lúc này mới thở ra một hơi, mở miệng nói. Vân Tiêu nói không sai, người chết là hết, sự tình lúc trước toàn bộ quên đi. Dù sao Khổng lão sư cũng là một đời đại nho, cho cử hành quốc táng, toàn quốc chia buồn. Hắn dù sao cũng ở lâu vị trí đế vương, nội tâm rất rõ ràng, không cần vì một người chết không hề có giá trị mà đi đắc tội Lý gia. Vì lẽ đó cũng theo Lý Vân Tiêu, nói mơ mơ hồ hồ, vừa không định tội danh, cũng không trả hắn thuần khiết. Nếu Khổng nhân nghĩa biết, sợ là sẽ trực tiếp tức đến sống lại. Rất nhanh có thái giám cung nữ mang xác của Khổng nhân nghĩa xuống, đem đại điện quét sạch. Tất cả thái phó ở bên ngoài quốc tử giám đều khóc thành một mảnh. Nhưng cũng không ít người sau khi nghe xong Lý Vân Tiêu nói, bắt đầu trở nên trầm tư, bình tĩnh đối xử những việc này. Tần Chính ngồi lâu cảm thấy có chút mệt, đem thân thể nằm nghiêng ở trên long y, mở miệng hỏi. Tĩnh quốc công, Lý Vân Tiêu, có quân tình khẩn cấp gì, lại để cho các ngươi chém giết thị vệ cũng phải xông vào. Lão gia tử hơi di chuyển thân thể, lui qua một bên, biểu hiện ngày hôm nay để cho tôn nhi của mình làm chủ. Cả triều thần, hết thảy ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, các loại suy nghĩ phức tạp ở trong đầu mọi người lướt qua, Tần Dương là âm trầm muốn chảy ra nước. Lý Vân Tiêu cất cao giọng nói. Bạch đầu trấn thất thủ, trăm vạn đại quân của Bách Chiến Quốc vây nhốt Côn Kim Thành, kính xin bệ hạ lập tức phát binh cứu viện. Tần Chính đang lẳng lặng nghe, phát hiện không có lời tiếp sau, ngạc nhiên nói. Sau đó thì sao? Lý Vân Tiêu trừng mắt nói. Sau đó, không có, sau đó là chờ điều binh lệnh của bệ hạ. À, Tần Chính há hốc mồm nói. Này! Này không phải quân tình ở mấy ngày trước đã có sao? Người nói hết sức khẩn cấp chính là cái này. Trên mặt hắn hiện ra vẻ tức giận. Cái này trẫm đã sớm biết. Tần Dương cũng cả giận nói. Lý Vân Tiêu, cầu đảm của ngươi thật lớn. Dĩ nhiên vì một quân tình quá thời hạn, lại chém giết cung đình thị vệ cùng thái phó, luận tội đáng chém. Lý Vân Tiêu miệt thị liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Đừng ở chỗ này chém nọ. Có bản lĩnh đến tiền tuyến chém người Bách Chiến Quốc đi, suốt ngày chỉ biết chém người mình, bản lĩnh quả nhiên tuyệt vời. Ngươi, Tần Dương bị tức đến nghẹn lời, nhất thời không biết nói cái gì, chướng đến cổ đỏ chót. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới, người này miệng tiện, tuyệt đối đừng cùng hắn đấu võ mồm, ngay cả Khổng nhân nghĩa cũng bị hắn nói đến tươi sống tức chết, nếu mình đấu nữa, sợ rằng cái kế tiếp chính là mình. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, nhất thời dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn hắn. Sau đó câm miệng không tiếp tục nói nữa. A, à, đột nhiên dáng vẻ của Lý Vân Tiêu như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ta quên mất, bạch đầu trấn kim sư quân đoàn chính là bộ hạ của vương tử, đã cho người Bách Chiến Quốc chém xuống, chẳng trách đại vương tử chỉ có thể ở thủ đô chém người mình. Lời này của hắn nửa phần mặt mũi cũng không cho, trực tiếp điểm ra vị trí mấu chốt của vấn đề, một là trào phúng Tần Dương, hai là có chứa tính chất vấn. Chính là bộ đội của ngươi thất thủ, mới dẫn đến cục diện bây giờ. Tần Chính cũng hơi híp mắt, nhìn như vô tình hay cố ý liếc Tần Dương một chút. Trong lòng Tần Dương hít vào ngụm khí lạnh, kim sư quân đoàn trấn thủ bạch đầu trấn đã hơn trăm năm lịch sử, phía trước là Đại Mãng Sơn có yêu thú qua lại, chưa từng bị quân đội Bách Chiến Quốc đột phá. Chuyện lần này, có thể nói cực kỳ mơ hồ, kỳ thực các đại thần trong triều đều có suy đoán, nhưng ngại không nói ra miệng. Tần Chính làm hoàng đế nhiều năm, sao không biết trong đó có huyền cơ? Nếu bị phụ vương biết mình vì tranh cướp vương vị, cố ý dẫn quân địch nhập cảnh, này đừng nói là vương vị, sợ là vương tử cũng đừng muốn làm. Cả người hắn kinh đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nhưng âm thầm suy nghĩ, chỉ cần mình chết không thừa nhận, ai cũng không bắt được chứng cứ. Tần Chính chậm rãi nói. Côn Kim Thành có 40 vạn phi long quân đoàn của phi long tướng quân trấn thủ. Mặc dù kẻ địch có trăm vạn đại quân, cũng khó có thể đột phá.
vì lẽ đó chấm cùng chư vị ái khanh đều cho rằng cầu viện chỉ là giả, mục đích thật sự của kẻ địch là muốn dẫn trung ương quân của chúng ta ra, sau đó trực tiếp xuôi nam, kiếm chỉ thủ đô. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ. Thì ra là như vậy, nhưng nếu quân tình là thật. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Bách chiến quốc phá Côn Kim Thành, là có thể xua quân xuôi nam, 13 chủ thành của Thiên Thủy Quốc tất cả đều bị bỏ vào trong túi địch. Đến thời điểm đó, trung ương quân của bệ hạ có thể ngăn trở trăm vạn đại quân hay không? Hắn nói điểm ấy, cũng chính là sầu lo trong lòng tất cả mọi người, trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt Tần Dương âm lạnh, quay về phía một tên đại thần trong triều liếc mắt ra hiệu. Thân thể đại thần kia chấn động, lau mồ hôi lạnh trên trán, đi ra khỏi hàng cao giọng nói. Lý Vân Tiêu, bị nhốt chính là cha của ngươi, ngươi đương nhiên sốt ruột. Cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng, cũng là hợp tình hợp lý, điều binh lệnh, chính là quốc gia đại sự, há có thể tùy ý, nhất định phải bàn bạc kỹ càng mới được. Nội tâm vị đại thần này cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng căng thẳng, sau khi hắn được kiến thức Lý Vân Tiêu lợi hại, nội tâm mơ hồ có chút sợ sệt. Nhưng mệnh lệnh của đại vương tử lại không dám không nghe, chỉ có thể làm chim đầu đàn, đi ra tranh luận. Con! Thái âm hàn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn mang làm người chấn động hồn phách xẹt qua trời cao, trực tiếp điểm ở trước yết hầu của vị đại thần kia. Trên kim loan điện nhất thời hoảng loạn lên, lượng lớn thị vệ vội vàng vây quanh ở trước người Tần Chính, thanh âm bảo vệ bệ hạ xôn xao. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Gian thần tặc tử, không để ý giang sơn xã tắc của Thiên Thủy Quốc ta, trước khi đại quân xuất chinh, liền bắt ngươi tế cờ. Vẻ mặt Tần Chính cũng đầy giận dữ, kịch liệt ho khan nói. Lý Vân Tiêu, trên cung điện dám rút kiếm, ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Bệ hạ, ta là mang theo quân tình hết sức khẩn cấp mà tới. Sự tình quá mức khẩn cấp, vì lẽ đó chưa từng giải giáp tá binh, xin thứ lỗi. Hôm nay vừa vặn bắt được một sâu mọt quốc gia, trước khi xuất chinh liền lấy hắn tế cờ. Hàn kiếm hướng về phía trước hơi điểm nhẹ, dù chưa chạm đến da, nhưng hàn khí nhập vào cơ thể, máu tươi chảy ra, bị đông cứng thành màu đen. Đại thần kia sợ đến hai chân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống, trong đũng quần càng là tỏa ra mùi thối buồn nôn, hắn run cầm cập gào khóc nói. Bệ hạ cứu mạng, đại vương tử cứu ta a. Tần Dương cũng không nhịn được nữa, ra khỏi hàng nói. Phụ vương, Lý Vân Tiêu này lấy tính mạng của đại thần coi là trò đùa, giả ngây giả dại ở trên triều chính hồ đồ. Kính xin phụ vương hạ lệnh xử tử người này. Lý Thuần Dương sầm mặt lại, khí thế trên người đột nhiên tản mát ra, hình thành một luồng uy thế ngập trời, mạnh mẽ ép về phía Tần Dương. Tần Dương làm sao chống đỡ được uy thế vũ vương của hắn, nhất thời bị oanh bay ra ngoài, đập vào vách tường trong kim loan điện. Xương ngực gãy vỡ, phun ra một ngụm máu tươi. Lão gia tử tức giận lạnh giọng nói. Ai muốn xử tử tôn nhi của ta, hiện tại liền đứng ra. Chi? Toàn trường đều cả kinh, lại dám ở trên kim loan điện trực tiếp đánh đập vương tử. Tên đại thần run cầm cập không ngớt kia cũng ngây người như phỗng, chỗ dựa của mình ở trong mắt người ta là muốn đánh liền đánh, xong đời, lần này triệt để xong đời, ai bảo mình đứng sai đội. Hai mắt của hắn tối sầm. Nhất thời ngất đi. Con người của Tần Chính cũng đột nhiên co lại, lướt qua từng tia tức giận cùng sợ hãi. Khí thế trên người Lý Thuần Dương so với năm đó càng sâu, những năm gần đây sợ là đã có đột phá không nhỏ, tâm hắn càng chìm xuống dưới. Bệ hạ, giang sơn xã tắc của Thiên Thủy Quốc trọng yếu, hay là lão thất phu này trọng yếu, lẽ nào ngươi còn do dự? Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhìn chằm chằm Tần Chính lạnh lùng nói. Nếu bệ hạ cảm thấy ta hồ đồ, vậy quân tình khẩn cấp kia coi như ta không nói, người Lý gia chúng ta cũng vui vẻ về quê dưỡng lão, việc này liền thôi. Ánh mắt của hắn ở trên người các đại thần xung quanh điểm qua từng cái, cười lạnh nói. Nếu giang sơn xã tắc đổi chủ, các ngươi những giá áo túi cơm này vẫn như cũ có thể trở thành thần tử tân triều, tước vị bổng lộc không thay đổi, nhưng bệ hạ. Kha kha, thật làm lạnh tâm trung thần. Ông cháu hai người một miệng tiện. Một thần uy lẫm lẫm, tất cả mọi người trong triều đều lặng lẽ không nói, cũng không ai dám chỉ trích. Tần Dương từ trên vách tường giãy giụa đi ra, máu me khắp người, đầy mắt đều là vẻ thâm độc, lần này hắn cũng học ngoan, không dám lại nói chuyện, trực tiếp trở về trong hàng ngũ của mình. Tần Nguyệt thì cười nở hoa, tâm tình kích động không thôi. Xem dáng vẻ của ông cháu Lý gia,
nếu Tần Chính không chịu phát binh, sợ là sẽ trực tiếp ở trong điện thay đổi triều đại, cũng không phải là không được. Sắc mặt Tần Chính ngưng trọng dần dần ung dung ra, tràn đầy mệt mỏi từ tốn nói. Vân Tiêu nói phải, đã như vậy, chấm liền hạ lệnh, để Tĩnh Quốc công làm chủ soái, từ trong trung ương quân kiểm kê nhân mã, ngày hôm nay xuất phát. Lý Thuần Dương cao chân mày lại, cao giọng nói. Những năm gần đây thần suy yếu, đã không cách nào đảm nhận chức trách lớn. Nhưng chức vụ chủ soái này, thần tất nhiên sẽ tìm một người lão luyện, kính xin bệ hạ yên tâm. Ngoá, từ khí thế vừa nãy kia, sợ là đã sắp tới Vũ Vương, còn thân thể suy yếu. Trong nội tâm đám đại thần đều mắng to không ngớt. Tần Chính cũng sầm mặt lại, hừ lạnh nói. Theo ngươi, ánh mắt Tần Dương ở trên người hàng ngũ võ tướng đảo qua, trong đó có mấy người khẽ vuốt cằm gật đầu ra hiệu. Chính là người tâm phúc của Tần Dương, đại lão trưởng quản trung ương quân. Trong lòng Tần Dương cười lạnh không ngớt, coi như Lý Thuần Dương ngươi tự mình điều quân, ta cũng cho ngươi một cái thủng rỗng, huống hồ còn đổi người khác. Lần này xem ngươi làm sao lấy quân. Mấy người vẻ mặt giao lưu từng cái bị Lý Vân Tiêu đặt ở trong mắt, hắn cũng cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, còn có một chuyện, hy vọng bệ hạ ban tặng thượng phương bảo kiếm, nếu có người không nghe thánh lệnh, thần có thể tại chỗ chu diệt, duy trì thiên uy. Chi? Lần này Tần Dương cùng vài tên đại lão trong quân kia đều biến sắc, trong mắt tràn đầy ngơ ngác, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên lại có một chiêu này, lập tức có chút hoảng hốt. Đến thời điểm đó hắn có thượng phương bảo kiếm trong tay, những người mình không phục tùng quân lệnh, nói giết liền giết, kết cục như Khổng Nhân Nghĩa, chết cũng là chết vô ích. Tần Chính sững sờ, lập tức phất tay áo nói. Thượng phương bảo kiếm là đồ vật giết chóc, không thể tùy ý ban ra. Người cùng trung ương quân phối hợp, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng trục xuất ngoại địch mới là chính đạo. Việc bảo kiếm không thể nhắc lại. Hắn nơi nào không biết tâm tư của Lý Vân Tiêu. Liền kiên quyết từ chối, chỉ lo dây dưa nữa sẽ sinh biến, vội vàng nói. Chấm hơi mệt chút, bãi chiều. Hô! Lúc này Tần Dương cùng một đám tướng lĩnh kia mới thở phào nhẹ nhõm, đầy mắt đều là oán khí nhìn chằm chằm tổ tôn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng một cước đá vào trên người đại thần té xỉu kia, để hắn tỉnh lại, như nắm con gà nâng lên, cười lạnh nói. Chờ ngày mai đại quân xuất chinh, liền lấy ngươi tế cờ. Đại thần kia sợ đến gào khóc, nhìn thấy Tần Dương ở một bên, vội vàng nói. Đại vương tử cứu ta. Sắc mặt Tần Dương âm trầm, muốn từ trong tay hai tổ tôn kia cứu người là không thể, liền an ủi. Người an tâm đi thôi, người nhà người ta sẽ chăm sóc. Đại thần kia vừa nghe, nhất thời hai mắt tối đen, lần thứ hai ngất đi. Lý Vân Tiêu cười to nói. Đại vương tử quả nhiên nhân nghĩa từ hoài, ha ha. Tại hạ trước tiên cáo từ, ngày mai điểm tướng đài gặp lại. Hắn cùng lão gia tử mang theo vị đại thần kia quay người rời đi. Sắc mặt Tần Dương âm trầm như muốn chảy ra nước, nhất thời mấy đại lão của trung ương quân dồn dập súng lại, thần sắc trong mắt từng cái bất định. Tần Nguyệt từ bên người hắn đi ngang qua, một mặt quan tâm nói. Đại ca, vết thương trên người còn đau không? Tiểu đệ có mấy bình thánh dược chữa thương rất tốt, là cấp 3. Nếu không lát nữa liền phái người đưa tới cho đại ca. Sắc mặt Tần Dương âm hàn, cười giận dữ nói. Tần Nguyệt, đừng cao hứng quá sớm, xem ai cười đến cuối cùng. Đến thời điểm đó đại ca sẽ hảo hảo chữa thương cho ngươi. Ai? Tần Nguyệt lắc lắc đầu, trong mắt lóe ra vẻ châm chọc, thở dài nói. Đại ca không cảm kích thì thôi, thế nhưng lần sau đừng lỗ mãng như vậy. Thần uy của Tĩnh Quốc công. Nếu không cẩn thận làm đại ca trực tiếp quy tiên, này để tiểu đệ làm sao chịu nổi. Ha ha, ha ha. Nói đến phía sau, hắn không khỏi cười to lên. Cùng Tần Dương đấu lâu như vậy, chưa từng có ngày nào sảng khoái như hôm nay. Một đám triều thần phía sau hắn, mỗi cái cũng nở nụ cười. Trên cung điện, chỉ để lại một đám dòng chính của Tần Dương mặt âm trầm như nước. Tần Nguyệt ra hoàng cung, liền cưỡi ngựa đuổi theo tổ tôn Lý Vân Tiêu. Một lát sau liền chạy tới, cho người bắt lấy đại thần kia, chuẩn bị ngày mai tế cờ. Hắn đầy mặt khâm phục hướng Lý Vân Tiêu cười nói. Vân Thiếu sau ngày hôm nay, là chân chính khiếp sợ triều chính. Hôm nay Già Lam học viện tổ chức tuyển quân, có hứng thú tới quan sát hay không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, cười nói. Cũng được, chi học sinh quân này,
tương lai là nhân mã dòng chính trung thành nhất của Nguyệt Vương Tử Điện Hạ, ta liền đi xem. Tần Nguyệt cũng là một mặt hưng phấn, chuyện thành lập học sinh quân này quá phù hợp với hắn. Hắn còn trẻ, ở trong triều người ủng hộ ít, hơn nữa thân tín không nhiều. Trước mặt cấp thiết nhất chính là bồi dưỡng lên một nhánh sức mạnh của mình, mà những học sinh bình dân không có bối cảnh gì, lại có thực lực, là ứng cử viên thích hợp nhất. Lúc này mấy người đổi đường, dục ngựa hướng về Già Lam học viện chạy đi. Giờ khắc này đã là kỳ nghỉ, nhưng học viện bên trong vẫn phi thường náo nhiệt. Hàng năm vào kỳ nghỉ hè đều sẽ có một ít nhiệm vụ rèn luyện, để học sinh tự do lựa chọn. Những nhiệm vụ rèn luyện kia không chỉ nâng cao kinh nghiệm bản thân, hơn nữa hoàn thành đều có phần thưởng giá trị, đối với đại đa số học sinh đều là bần dân, liền có lực hấp dẫn cực lớn. Trung Ly Sơn cũng rõ ràng tầm quan trọng của việc này đối với Tần Nguyệt, trong toàn bộ quá trình báo danh, đem một ít lão sư ở trong triều có thế lực toàn bộ loại bỏ ở bên ngoài, tìm những học viện lão sư hoàn toàn không có bối cảnh gì chủ trì. Tần Nguyệt cũng phái Bạch Mâu phụ trách toàn bộ hoạt động, những học viên kia nhìn thấy thống lĩnh trấn quốc thần vệ, từng cái dị thường kích động, nhân số báo danh tăng nhiều. Ở trước một điểm báo danh, Mộng Vũ cầu xin lão sư kia nói. Van cầu ngươi, để đệ ta báo danh đi, hắn cũng là võ sĩ, đạt đến điều kiện báo danh. Người lão sư kia không nhịn được nói. Đã nói rồi, nhất định phải là học viên của học viện mới có thể báo danh. Hơn nữa ngươi xem đệ của ngươi một chút, vẻ mặt xanh đậm, còn có thân thể này, vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đủ, làm sao ra trận giết địch. Mau mau lùi xuống đi, đừng chậm trễ người phía sau. Ta dinh dưỡng không đầy đủ. Mộng Bạch trừng mắt, xông lên vỗ bàn một cái. Lão tử mỗi ngày ăn nửa con sơn dương, ngươi nói ta dinh dưỡng không đầy đủ. Ha ha! Học viên bốn phía cất tiếng cười to, bộ xương cốt kia của hắn, còn không lớn bằng nửa con sơn dương a. Lão sư báo danh đầu tiên là giận dữ, lập tức cũng cảm thấy buồn cười, đối với Mộng Vũ nghiêm mặt nói. Đệ ngươi thiên phú không tệ, tuổi nhỏ như thế liền có thể đạt đến võ sĩ, mặc dù tại Già Lam học viện cũng không thường thấy. Vẫn là chờ kỳ nghỉ đi qua, ngươi để hắn đến báo danh nhập học đi. Mộng Vũ lộ ra một mặt bất đắc dĩ, Mộng Bạch tức giận nói. Ngươi không cho ta báo danh, ta đi tìm sư phụ ta. Sư phụ nhất định có biện pháp. Lão sư kia cười nói. Ngươi còn có sư phụ, trừ khi là viện trưởng đến, bằng không ai tới cũng vô dụng. Sư phụ ngươi là ai? Đột nhiên phía sau hắn có một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sư phụ của hắn chính là ta. Tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lý Thuần Dương cùng Tần Nguyệt Vương Tử là rất nhiều người không quen biết, thế nhưng Lý Vân Tiêu cùng Bạch Mâu là người người đều biết. Cái gì, sư phụ hắn là Lý Vân Tiêu? Không thể nào, tiểu tử Lý Vân Tiêu kia cũng mới lên cấp võ sĩ mà thôi. Ta xem khó nói, hắn một chiêu đánh bại Lam Huyền là có chút thực lực. Thực lực, ta nhổ vào, không phải ỷ vào gia tộc có tiền có thế, có thể lấy đến lượng lớn tài nguyên cùng võ kỹ cao cấp sao, nếu như đổi thành ta làm Lý gia thiếu gia, đã sớm đột phá đến vũ quân. Thiết, ngươi liền đỏ mắt đi thôi, có tiền có thế chính là thực lực. Đợi lát nữa bị hắn nghe thấy, xem ngươi giải quyết làm sao. Mộng Bạch vừa thấy, nhất thời vui vẻ chạy tới, hét lớn. Sư phụ, ngươi quả nhiên là lúc mấu chốt mới xuất hiện a. Lão già này không cho ta báo danh. Trong lòng Mộng Vũ cũng vui mừng, nhưng dáng vẻ hơi có chút thấp thỏm, đi lên phía trước thấp giọng chào hỏi. Vân thiếu. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nói. Ngươi còn thu đồ đệ. Hắn nhìn Mộng Bạch vài lần, nhất thời thở dài nói. Cha cha, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là võ sĩ. Sợ là cũng chưa tới 15 tuổi a. Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy? Dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn oán trách nói. Đồ đệ xuất sắc như thế, lại không cho người ta ăn nhiều một chút. 14, 15 tuổi chính là tuổi đang lớn. Đến, tiểu tử lại đây, ra cho ngươi chút tiền, đi mua một ít thịt ăn. Mộng Bạch đầu óc muốn ngất, cả giận nói. Lão gia hỏa này là ai? Thật không lễ phép, lão tử rất có tiền, dĩ nhiên nói ta dinh dưỡng không đầy đủ. Lúc này lão sư báo danh mới lập tức phản ứng lại, học viên không quen biết những người này, nhưng hắn biết a, vội vàng chạy lên, bái kiến nói. Vinh chí gặp Nguyệt Vương Tử Điện Hạ, Tĩnh Quốc công đại nhân, Bạch thống lĩnh. Cái gì,
vị thiếu niên trẻ tuổi kia dĩ nhiên là Tần Nguyệt Vương tử. Oa, ông lão kia lại là Tĩnh Quốc công. Tất cả học viên đều dồn dập phát sinh tiếng than thở, sắc mặt Mộng Bạch nhất thời trắng bệch xuống. Tĩnh Quốc công, này không phải gia gia của sư phụ sao? Vừa nãy ta dĩ nhiên. Đùng. Quả nhiên, lúc hắn dại ra, liền nhìn thấy Lý Vân Tiêu một tát đập lại, đem hắn vỗ bay ra ngoài, bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu. Gọi lão gia tử nhà ta là lão gia hỏa, còn dám xưng lão tử, tự mình đi trọng lực thất gấp 20 lần, nghỉ ngơi một ngày một đêm. Bạch Mâu nhìn Mộng Bạch bị tát bay, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Vinh Chí, để thiếu niên này báo danh đi. Vâng. Vinh Chí vội vàng đáp. Tần Nguyệt liếc mắt nhìn những học viên tràn ngập kính nể cùng sùng bái kia, khóe miệng khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Chư vị học viên, chỉ cần lần xuất chinh này biểu hiện xuất sắc, bất luận xuất thân làm sao, cũng có thể trực tiếp gia nhập Trấn Quốc thần vệ, đồng thời trở thành vũ vệ thân tín của ta. Rào. Tất cả mọi người xôi trào lên, gia nhập Trấn Quốc thần vệ, trở thành vũ vệ thân tín của Nguyệt Vương Tử. Đối với những võ giả xuất thân bần dân này, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn chí mạng. Hơn nữa ai cũng biết Nguyệt Vương Tử chính là một trong những người tranh cướp vương vị mạnh mẽ nhất, nếu tương lai có thể đăng cơ, vậy mình chẳng phải là thành thân tín của quốc vương. Vinh lão sư, ta muốn ghi danh. Đừng chen, chen con mẹ người a. Ngoá, còn chưa xong. Mau mau báo xong cút đi, đến phiên ta. Mọi người xếp hàng, đừng chen a. Đệt, tên biến thái kia lại đâm hoa cúc của ta, người muốn chết. Mọi người điên cuồng tràn vào chỗ báo danh, Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy nụ cười mừng rỡ. Bạch Mâu cười nói. Tĩnh Quốc công, Vân Thiếu, chúng ta đến bên kia chờ đi, không lâu danh sách liền ra. Dự tính lần này học viên báo danh sẽ vượt qua 2000, hơn nữa tu vi thấp nhất đều là võ sĩ. Trong lòng Tần Nguyệt kích động không thôi, 1-2000 võ sĩ tạo thành quân đội, sức chiến đấu đủ để chống lại 20000 quân đội, thậm chí nhiều hơn. Dù sao võ sĩ mới thật sự là võ giả, đối phó người bình thường, lấy một địch 100 cũng là vô cùng có khả năng. Lý Vân Tiêu hướng Mộng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Chúng ta trước tiên qua bên kia nghỉ ngơi, người đi đem Mộng Bạch mang tới. Mộng Vũ nhìn Lý Vân Tiêu, nhất thời hơi đỏ mặt, tim đập như hươu chạy. Nàng không biết tại sao, đối với nam tử xông vào trong cuộc sống của nàng này, nguyên bản là hết sức oán hận, hiện tại đã biến thành cả ngày nhớ nhung, chỉ cần mình dừng lại, sẽ nhớ dáng vẻ của hắn. Nhưng vừa thấy được hắn, hai gò má lại nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Nàng vội vàng gật gật đầu, liền chạy đi tìm Mộng Bạch. Vừa nãy một trưởng của Lý Vân Tiêu, trực tiếp đánh bay Mộng Bạch ra ngoài trăm thước. Lý Thuần Dương híp mắt nhìn Mộng Vũ, cười hắc hắc nói. Tiểu tử, cô nàng này cũng không tồi a, cái mông vừa lớn vừa tròn, rất biết sinh con. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Ngài chớ nói lung tung. A, Lý Thuần Dương giả vờ không hiểu nói. Ta rõ ràng, trong lòng ngươi khẳng định có người khác, vậy thu làm tiểu thiếp cũng không tệ. Đúng rồi, chính thê là người nào, mang đến cho gia gia nhìn. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên một ngón giữa, không khách khí chút nào nói. Lan. Kết quả báo danh rất nhanh liền có, tổng cộng 2330 người báo danh, trong đó võ sư cường giả 27 người, còn lại đều là võ sĩ. Tần Nguyệt không ức chế được nội tâm kích động, những người này đều là trụ cột tương lai của vương quốc, hiện tại toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi, cũng chẳng khác nào nắm chắc tương lai vương quốc. Trên diễn võ trường, tất cả đều là bóng người, Trung Ly Sơn đăng cao nhất hô, nhất thời toàn bộ yên tĩnh lại. Ánh mắt của hắn giống như lưỡi dao sắc. Lần lượt lướt qua toàn trường, trầm giọng nói. Các ngươi đều là học viên xuất sắc nhất của học viện, 60 năm trước, chính là tiền bối của các ngươi, thành lập chi học sinh quân thứ nhất, chống lại phản tặc, cứu vớt Thiên Thủy Quốc trong cơn nguy khốn. Hiện tại, đại quân địch quốc vây khốn Côn Kim Thành, an ninh quốc gia ngàn cân treo sợi tóc, vì vậy ta cũng học tập tổ tiên, đem các ngươi tụ tập ở đây, vì nước xuất lực. Vì nước xuất lực, toàn bộ học viên bị tình cảm quần chúc sục sôi. Từng cái nhiệt huyết sôi trào. Trung Ly Sơn ý bảo yên lặng tiếp tục nói. Lần này để cho Tần Nguyệt Điện Hạ tự mình chủ trì, sau đó Tần Nguyệt Vương Tử cũng sẽ dẫn dắt chư vị, đi hướng tương lai càng huy hoàng. Trên diễn võ trường nhất thời bùng nổ ra tiếng vỗ tay mãnh liệt, trong hai mắt mọi người từng cái lộ ra cuồng nhiệt.
có thể lập tức biến thành thân tín của vương tử điện hạ, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ánh mắt của Trung Ly Sơn nhìn tới chỗ Tần Nguyệt, đột nhiên hai con ngươi của hắn co lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Thuần Dương, trong lòng chấn động. Lý Thuần Dương nhìn hắn ha ha cười, Trung Ly Sơn ngạc nhiên, lúc này mới dám khẳng định, đối phương quả nhiên lên cấp Vũ Vương. Trong lòng hắn cũng đại hỉ, qua nhiều năm như vậy, từ khi Tiêu Khinh Vương bị thương, liền không còn đối thủ có thể thoải mái chiến một trận. Vẻ mặt thản nhiên của Lý Thuần Dương lập tức kích thích thần kinh của hắn, nhất thời hai con mắt ngưng lại, đem khí thế trên người thả ra, hình thành một luồng uy thế tuyệt cường, như dao long bay lên trời, mạnh mẽ càn quét. Lý Thuần Dương lạnh rên một tiếng, hai tay hợp lại, khí thế trên người đột nhiên ngưng tụ thành một đường vòng cung, mạnh mẽ phá không chạm ra, từng tiếng cắt phá chói tai vang lên, đánh vào trên cổ uy thế kia, nhất thời hình thành lực lượng long quyển không nhỏ, ở trên diễn võ trường đột nhiên đánh tan ra. Lượng lớn dư âm trực tiếp cuốn vào trên bầu trời, cũng không có thiếu dư lực thổi ra bốn phía, học viên ở xung quanh sắc mặt đại biến, bị chấn đến không đứng thẳng được, tảng lớn nhân viên lui về phía sau. Lúc này người lại ngu xuẩn, cũng biết có người ở trong bóng tối giao thủ, ngơ ngác nhìn bốn phía. Đột nhiên Trung Ly Sơn cất tiếng cười to lên. Xin mời Tần Nguyệt Vương Tử Điện Hạ nói chuyện với mọi người. Những học viên kia nhìn dáng dấp thỏa mãn của Trung Ly Sơn, đều không hiểu ra sao, nhưng ánh mắt của Lý Thuần Dương hơi trầm xuống, tinh thần bất định. Ngoại trừ hai người ra, cũng chỉ có Lý Vân Tiêu xem rõ ràng, vừa nãy giao thủ, hiển nhiên là lão gia tử rơi xuống hạ phong. Hắn khẽ mỉm cười, không có ý kiến, Trung Ly Sơn là Vũ Vương cao thủ thành danh đã lâu, thực lực khoảng tứ tinh. Mà lão gia tử chỉ là nhất tinh Vũ Vương mà thôi, hai người vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tần Nguyệt leo lên đài, loại khí tức ở vị trí cao lâu ngày kia cũng tản mát ra, để một đám học viên phía dưới dồn dập nín thở ngưng thần, lặng lặng đợi hắn nói chuyện. Tần Nguyệt khẽ mỉm cười, tận lực để cho mình thanh tĩnh lại, cất cao giọng nói. Ngày hôm nay ta chỉ nói 4 điểm, 1, phàm là học viên ghi danh, mỗi người khen thưởng 3.000 kim tệ. Thứ hai, nếu có người chết trận, người nhà hưởng thụ đãi ngộ trợ cấp của ngũ phẩm quan quân, sống sót trở về, mỗi người lại khen thưởng 3.000 kim tệ, sau khi tốt nghiệp trực tiếp lên cấp ngũ phẩm quan quân. Thứ ba, lập xuống công lao, sẽ trở thành thân vệ của ta, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Dầm, đám học viên nhất thời vui vẻ sôi sục, chỉ cần không chết. Liền có 6.000 kim tệ, coi như chết rồi, người nhà dựa theo đãi ngộ của ngũ phẩm quan quân lĩnh tiền an ủi, cũng có thể cả đời không lo. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp trực tiếp lên cấp ngũ phẩm quan quân, chuyện này quả thật chính là đĩa bánh trên trời rớt xuống, học viên phổ thông tốt nghiệp, trừ khi lên cấp võ sư có thể trực tiếp tiến vào trấn quốc thần vệ, bằng không đều phải từ thất phẩm làm lên, đợi lên cấp ngũ phẩm, chí ít cũng là chuyện 10 năm sau. Mà điểm thứ ba, lập xuống công lao. Liền có thể trực tiếp trở thành thân vệ của vương tử, này chính là một bước lên trời. Nếu tương lai Tần Nguyệt có thể đăng cơ, này chính là thân vệ của quốc vương, thân phận thậm chí không dưới nhất phẩm đại quan trong triều. Những điều khoản hậu đãi này, nhất thời để những học viên chưa báo danh kia dồn dập trợn to mắt, hối hận không kịp. Điểm thứ tư, Tần Nguyệt cao giọng nói. Lần này tổ chức quân đoàn, ta quyết định để Lý Vân Tiêu làm thống lĩnh, dẫn dắt các ngươi ra trận giết địch. Bất luận người nào cũng không được vi phạm quân lệnh. Yên tĩnh, tất cả mọi người đều đồng thời im bặt, Trung Ly Sơn cũng hơi nhướng mày, Lý Vân Tiêu càng là ngoác to miệng, không nghĩ tới Tần Nguyệt dĩ nhiên quyết định như vậy. Làm sao, các ngươi không phục? Tần Nguyệt nhàn nhạt đảo qua toàn trường, không người nào dám lên tiếng. Đột nhiên một người cao giọng nói. Xác thực, ta không phục, trừ khi hắn có thể đánh bại ta. Một chỗ khác cũng có người hô. Ta cũng vậy. Dầm, ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên thân hai người kia, chờ nhìn rõ ràng hai người, nhất thời hơi hiểu rõ. Từ khi Lý Vân Tiêu một chiêu đánh bại Lam Huyền, toàn bộ già Lam học viện dám nói khiêu chiến hắn, cũng chỉ có hai vị xếp hạng phía trước Lam Huyền trên tiểu phong vân bảng. Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong. Tần Nguyệt mỉm cười nói. Người trẻ tuổi có bốc đồng, dám khiêu chiến là chuyện tốt, ta yêu thích. Vân Thiếu, ngươi lên đây đi. Nhưng tuyệt đối đừng thua, để người ta đánh mặt ta a. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, nếu vào lúc này lùi bước, Tần Nguyệt xác thực là mất mặt, hiện tại chính là thời điểm hắn dựng lên uy vọng, đương nhiên không ném nổi mặt mũi này. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra khỏi hàng đi tới trước diễn võ trường,
ánh mắt ở trên người Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong đảo qua, từ tốn nói. Các ngươi cùng lên đi. Rào. Trên diễn võ trường lần thứ hai sôi trào lên, mấy vị xếp hạng trước 10 của Tiểu Phong Vân Bảng, đều là thần tượng trong lòng mọi người. Tuy rằng hắn một chiêu đánh bại Lam Huyền, nhưng bao nhiêu cũng có chút thành phần vận may, bây giờ lại muốn lấy một địch hai. Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong như chịu đến sỉ nhục, sắc mặt tức giận lên. Chỉ có Trung Ly Sơn trong lòng chấn động mạnh, vừa nãy chỉ lo xem Lý Thuần Dương, lại quên Lý Vân Tiêu tồn tại. Tiểu tử này quãng thời gian trước còn mới vừa tiến cấp nhất tinh võ sĩ, làm sao liền đột phá đến bát tinh? Không thể, này tuyệt đối không thể. Nội tâm hắn chấn động mạnh, kiên quyết phủ định ý nghĩ chừng 10 ngày liên tiếp đột phá bát tinh kia, nhưng thần thức đảo qua, bất luận nhận biết làm sao, đều là hàng thật đúng giá bát tinh võ sĩ không thể nghi ngờ. Vẻ mặt của hắn nhất thời giống như con vịt bị người bóp cổ, dị thường quái dị. Lý Vân Tiêu đi tới trên diễn võ tràng, chính là vị trí lúc trước một chiêu đánh bại Lam Huyền. Cách đó không xa, pho tượng của mình còn đứng trên không trung, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đại nhật như luân. Lâm Vũ đột nhiên nhảy lên, trường thương trong tay điểm ra vài đạo thương hoa, hai chân nhẹ nhàng đạp ở trên mũi thương, sôi nổi mà xuống. Một chiêu này của hắn nhất thời thắng được toàn trường ủng hộ, Lâm Vũ cầm thương mà đứng, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi quá càn rỡ. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Có thực lực, càn rỡ thì lại làm sao? Có thực lực hay không, còn chờ tiếp ta mấy chiêu lại nói. Thân thể Lâm Vũ chìm xuống. Trường thương giống như lò xo bắn ra, cả người nhảy một cái liền vượt qua mấy trượng, phía sau hiện ra tàn ảnh liên tiếp, hướng Lý Vân Tiêu đâm tới. Thật nhanh, thương thế thật mạnh. Hết thảy học viên đều giật nảy cả mình, ở hàng đầu càng cảm giác được màng tai bị không khí đâm nhói. Trung Ly Sơn cũng khen. Một thương này như hổ như rồng, mơ hồ có tiếng hổ gầm rồng ngâm. Lâm Vũ chỉ là tam tinh võ sư, có thể triển khai ra chiêu thức như vậy, thật là thiên phú không tệ. Con người của Lý Thuần Dương thu nhỏ lại, nội tâm không khỏi thay tôn tử lo lắng. Mặc dù hắn biết Lý Vân Tiêu không đơn giản, nhưng không có chân chính xem qua hắn ra tay, đối phương là tam tinh võ sư, một thương vượt qua cực hạn như vậy, sợ là ngũ tinh võ sư cũng chưa chắc có thể đón đỡ được. Ra dáng, Long Hổ Thương Pháp, hôm nay ta liền muốn hàng Long Phục Hổ. Trong con người của Lý Vân Tiêu bắn ra một tia sáng kỳ dị, hữu quyền giơ lên, bước ra một bước trung bình tấn. Bình thản không có gì lạ đẩy đi ra ngoài, hướng về mũi thương đánh tới, trong miệng khẽ cười nói. Mộng Bạch, nhìn cho kỹ. Ngươi không phải vẫn muốn học phục hổ quyền sao? Hiện tại sư phụ sẽ dạy ngươi. Phục hổ quyền? Cái gì? Tất cả mọi người đều là con ngươi trừng ra. Triển khai phục hổ quyền nguyên bản cũng không có gì đáng trách, nhưng lấy thân thể chống lại mũi thương. Chẳng lẽ đầu óc của hắn gặp sự cố? Võ giả có nguyên khí hộ thể. Tự nhiên có thể không sợ đau thương, nhưng thực lực bản thân Lý Vân Tiêu so với đối phương thấp hơn một cảnh giới, lại dám lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Một quyền đánh vào trên mũi thương, phát sinh thanh âm huyền binh rung động, từng vòng nhộn nhạo lên. Lý Vân Tiêu tu luyện bá thiên luyện thể quyết, chính là luyện thể thuật chí dương chí cương trong thiên hạ, thân như kim cương, thủy hỏa bất xâm. Thật sự chặn lại rồi, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người kinh hãi. Trung Ly Sơn cùng Lý Thuần Dương cũng cả kinh rơi mất cằm. Này, sư phụ thật lợi hại a, sư phụ thật là lợi hại, cố lên. Mộng Bạch vừa thấy, nhất thời kích động kêu to lên. Lý Vân Tiêu triển khai phục hổ quyền, so với hắn từ Lê Thúc học được giống như đúc, nhưng Lê Thúc là không dám lấy thân thể chặn thương. Trong lòng Lâm Vũ giật mình, từ trên thân thương truyền đến lực phản chấn, để lòng bàn tay hắn rách ra, trường thương như muốn tuột tay. Tuy rằng không biết Lý Vân Tiêu làm sao làm được, nhưng rõ ràng nếu như lại không toàn lực, sợ là sẽ không có cơ hội. Giải phong. Thương như mãnh hổ, thương như du long, long hổ trường khiếu thương. Thân thể của hắn hơi dựng lên, trường thương đột nhiên giải phong, nhất thời hóa thành từng đạo quang ảnh bay lên không, dĩ nhiên có vô số hình bóng mãnh hổ du long, từ bốn phương tám hướng rít gào mà xuống, vây quanh Lý Vân Tiêu. Mi tâm của Lý Vân Tiêu có ánh sáng lóe lên, hắc nữ đại kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay. Hai tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, xuyên thẳng qua đại địa, từng đạo lực lượng từ quanh thân tản mát ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cười lớn noi một. Đến đây đi, nhìn xem long hổ bào hao thương của ngươi lợi hại, hay là phòng ngự của ta càng mạnh hơn,
phòng ngự thức, thân nhược lưu ly. Chiến ý của hắn điên cuồng, thân thể bắt đầu tỏa ra từng đạo ánh sáng lung linh, cả người trở nên hơi trong suốt lên, thân thể như lưu ly. Sau khi tu luyện bá thiên luyện thể quyết, cường độ thân thể sẽ chia làm 3 cấp độ, phân biệt là thân nhược lưu ly, chí cường bá thể, bất diệt kim thân. Tu luyện tới bất diệt kim thân, có thể thân thể thành thánh, phất tay dậm chân, sơn băng điện liệt. Mấy ảo ảnh long hổ gầm thét lên thôn phệ Lý Vân Tiêu. Hào quang chói mắt rung trời, vị trí của Lý Vân Tiêu, thật giống như có một đóa hoa ánh sáng to lớn, đột nhiên tỏa ra, đâm chói mắt người. Điên rồi, quá điên cuồng, dĩ nhiên không đỡ không tránh. Thần tượng A, đây mới là thần tượng của ta. Người điên, chúng một kích như thế, không biết có chết hay không. Coi như trọng thương, cũng là thần tượng của ta. Lý Vân Tiêu, quá tuấn tú rồi. Đừng nói học viên toàn trường, mỗi một người ở đây, đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau khi ánh sáng chi hoa nở rộ qua đi, bóng người nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu xuất hiện lần nữa, một bộ quần áo sạch sẽ, dĩ nhiên chưa nhiễm mảnh bụi. Ha ha, thân nhược lưu ly, thú vị. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, thầm nghĩ, chẳng trách lúc trước bá thiên có thể dùng bất diệt kim thân mạnh mẽ chống đỡ kiếm trảm tinh thần của ta, nguyên lai cường hãn như vậy. Chi? Lâm Vũ hút vào ngụm khí lạnh, phảng phất bị kích thích rất lớn, kéo trường thương liền lùi mấy bước, ngơ ngác không biết làm sao. Giờ khắc này ở trên diễn võ trường, La Lan Đóa cũng ghi danh tòng quân, hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vạn phần phức tạp, dại ra nhìn về bóng người cao ngạo độc lập, ngửa mặt lên trời cười to kia, trong đầu một mảnh trống không. Nàng nỗ lực nuốt ngụm nước miếng, một vài bức hình ảnh bắt đầu hiện ra ở trước mắt. Trượng phu của ta nhất định phải là anh hùng đỉnh thiên lập địa, tương lai nhất định có thể lên làm trấn quốc thần vệ. Dù cho thân thế của ngươi hiển hách làm sao, chung quy là rác rưởi võ đạo, trừ khi có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, ta mới sẽ thoáng cân nhắc. Giờ khắc này nhìn thiếu niên trên đài quân lâm thiên hạ, phong thái phảng phất như vũ đế cổ phi dương, La Lan Đóa cay đắng nở nụ cười. Nàng biết, từ nay về sau, hai người sẽ không bao giờ có bất kỳ gặp nhau. Hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh, càng chạy càng xa, mà mình chỉ có thể ở phía sau xa xôi, trơ mắt nhìn hắn bước lên đỉnh phong. Có khi, ngay cả bóng lưng cũng nhìn không thấy. Lâm huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Đột nhiên Bạch Thành Phong cũng nhảy tiến lên, quát to. Đừng tiếp tục lo lắng, liên thủ mới có tỷ lệ thắng. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ, để hai vị thiên chi kiêu tử triệt để thả xuống mặt mũi. Trong mắt chỉ có niềm tin thủ thắng, bắt đầu dung toàn lực. Cửu tử liên hoàn phích lịch châu, tán. Bạch Thành Phong hét lớn một tiếng, hai tay ném ra, nhất thời mấy chục hạt châu bé nhỏ ở trên không trung, như lưới đánh cá mở ra, phảng phất như màn trời bắn thẳng đến Lý Vân Tiêu, tư thế phá không này, tựa hồ ngay cả kim cương thạch cũng có thể xuyên thủng. Huống chi, hai con người của Bạch Thành Phong thu nhỏ lại, ngay thời điểm hạt châu bắn tới trước mặt Lý Vân Tiêu, trong miệng quát lên. Bảo, mấy chục viên cửu tử liên hoàn phích lịch châu trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng xung kích một làn sóng nối tiếp một làn sóng, liên hoàn nổ tung, cuối cùng lực lượng xung kích ầm ầm nối liền nhau, nổ ra một ánh lửa trùng thiên. Uy lực này, coi như là đại vũ sư chúng một đòn, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng Bạch Thành Phong còn cảm thấy không đủ, ở trong nháy mắt cửu tử liên hoàn phích lịch châu nổ tung, bóng người của hắn lấp lóe, hai bao tay hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên hợp hai làm một. Hình thành một cái bàn đá hình tròn, trên bầu trời hình thành một bóng mờ, hướng về chỗ của Lý Vân Tiêu chụp xuống. Thanh sát ma bàn, trấn áp cho ta. Long hổ bào hao thương, một đòn toàn lực. Lâm Vũ đối với Bạch Thành Phong cực kỳ quen thuộc, ở trong nháy mắt hắn ra tay cũng nắm đúng thời cơ, hung hãn ra tay. Hai đại thiên tài hợp lực ra chiêu, hơn nữa mấy chục hạt cửu tử liên hoàn phích lịch châu, coi như là nhất tinh đại vũ sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thời khắc mọi người ở đây cho rằng hai đại thiên tài tất thắng, đột nhiên từ chỗ Lý Vân Tiêu đứng phóng ra từng đạo ánh sáng, như từng đóa hoa sen liên tiếp nở rộ, mỗi một đóa hoa sen đều hiện lên sắc thái khác nhau, giống như một thế giới nhỏ bé. Một âm thanh từ trong miệng Lý Vân Tiêu khẽ vang lên. Thanh liên kiếm ca, như mộng như ảo, bóng người của Lý Vân Tiêu phảng phất đặt mình trong từng đạo ánh sáng, có vẻ mê huyễn không chân thực như vậy. Hết thảy công kích đều bị ngăn cản ở ngoài vòng sáng, tùy ý tiêu tan, bất luận làm sao cũng không thương tổn tới bóng người kia.
Hiện tại, đến phiên ta công kích. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, hắc nữ đại kiếm trong tay đột nhiên mở rộng, một luồng lực vô hình nhộn nhạo lên, nguyên khí quanh thân mấy mét tựa hồ bị hấp thu hết sạch, áp xúc ở trên thân kiếm, mơ hồ hiện lên, tựa như là thật. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, một cước nhẹ nhàng bước ra, trong miệng khẽ nói. Thanh Liên kiếm ca, thập bộ sát nhân. Đại kiếm hoành lập quét ra, lực lượng nguyên khí áp xúc đến mức tận cùng kia ầm ầm nổ tung, mang theo khí thế quét ngang ngàn quân, bao phủ mà lên. Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong giật nảy cả mình, thời điểm bóng người không có việc gì của Lý Vân Tiêu xuất hiện, bọn họ liền biết triệt để thua. Đợi lúc Thanh Liên kiếm ca mang theo kiếm thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chém xuống, hai người biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Muốn chạy trốn, gấp trăm lần trọng lực, ngưng. Ầm ầm. Hai người vừa định bay lên không, hai chân cách mặt đất mấy tấc, lập tức bị trọng lực gấp trăm lần ra thân, cả người ầm ầm té xuống, võ đài bị ép tới nứt nẻ ra, hai người dưới sự kinh hãi, chỉ có thể mạnh mẽ giơ lên huyền binh chống đối kiếm thế như lôi đình kia. Ầm. Kiếm thế đánh vào trên người hai người, đá vụn tung tóe, toàn bộ võ đài bị đập ra một cái hố to. Hai người máu me đầy mình nằm ở trong hố sâu, sinh tử chưa biết. Chi. Tất cả mọi người đều hút vào ngụm khí lạnh, dồn dập lui về phía sau, trong mắt đều là sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngay cả Lý Thuần Dương cùng Bạch Mâu, cũng ngơ ngác há to mồm. Sức chiến đấu của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên cường hãn như vậy, chẳng trách có thể chém xuống một cánh tay của Lý Dật. Chiêu thức uy năng như thế, hoàn toàn đạt đến trình độ đại vũ sư. Tuy rằng nội tâm của Trung Ly Sơn chấn động không ngớt, nhưng dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể thản nhiên tiếp thu. Lấy ánh mắt vạn phần đố kỵ liếc nhìn Lý Thuần Dương, nội tâm căm giận không thôi. Lý Vân Tiêu thu kiếm mà đứng, ánh mắt như đao ở trên người hơn 2.000 học viên đảo qua, lạnh giọng nói. Còn có ai không phục, cùng tiến lên đi. Hết thảy học viên soạt một hồi. Lần thứ hai lui về phía sau, cùng hắn kéo dài một đoạn khoảng cách. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thỏa mãn cười cợt, ngưng tiếng nói. Tuy rằng các ngươi là lâm thời nhập ngũ, nhưng phải có dáng vẻ quân nhân. Hôm nay học viện sẽ phân phát vật tư quân dụng cho các ngươi, giữa trưa ngày mai, trên điểm tướng đài, ta hy vọng chư vị đến đúng giờ. Sau trận chiến này, hình tượng của Lý Vân Tiêu ở trong lòng chúng học viên đã đạt đến trình độ cao nhất. Hắn vừa nói. Liền giống như quân lệnh, không người dám không phục tùng. Điểm tướng đài ở phía nam thủ đô, cùng vương cung đối diện, chính là chỗ trước khi đại quân xuất chinh, do quốc vương bệ hạ điểm tướng duyệt binh. Nhưng ngày hôm nay hiển nhiên tâm tình của Tần Chính không tốt lắm, nên không xuất hiện ở trên điểm tướng đài. Chỉ có Lý Thuần Dương cầm điều quân lệnh lẻ loi một người ngồi ở trên đài nhắm mắt dưỡng thần. Ở dưới hắn là đám người Tần Nguyệt cùng Lý Vân Tiêu. Dưới điểm tướng đài. Ngoại trừ 2.000 học sinh chỉnh tề, mặc giáp chuẩn bị ra. Mặt khác là hình thành sự chênh lệch rõ ràng, chỉ có lẻ loi hơn 10 tướng lĩnh cùng 2-3.000 binh sĩ già nua yếu ớt. Những tướng lãnh này tất cả đều là người dòng chính của Lý gia, ở dưới Tần Chính cố ý nhằm vào, tất cả đều thành quan can tư lệnh, tuy rằng quyền quý hiển hách, nhưng trong tay không có một chút thực quyền. Mỗi ngày đều ngốc ở trong nhà trồng hoa dưỡng thảo. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Canh giờ đã đến. Ta xem là sẽ không có thêm người đến. Cha của Hàn Bách Hàn Thiên Phương nổi giận đùng đùng nói. Coi như không có trung ương quân, dựa vào 5.000 tinh nhuệ chi sư của chúng ta, cũng có thể xua quân đông tiến. Lý Thuần Dương khẽ nâng mi mắt, trong đôi mắt một mảnh vẩn đục, hắn quay đầu về bên trái điểm tướng đài nói. Tiêu thống lĩnh, bắt đầu đi. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương híp lại, nhảy lên điểm tướng đài, ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên hào khí sinh ra. Đem chân khí hội tụ ở đan điền, từ trong miệng gào thét mà ra, một đạo sóng âm xông thẳng cửu tiêu, ở trên bầu trời chấn động, lan truyền đến mỗi một góc trong thủ đô, toàn bộ đế đô chấn động. Trấn quốc thần vệ, trong thời gian nửa nén hương tụ tập dưới điểm tướng đài. Người của năm đội, nếu như không đến, theo tội trái lệnh xử tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong đế đô, bất luận vương tôn quý tộc, hay là người buôn bán nhỏ, đều ngơ ngác ngẩng đầu lên. Nhìn trên bầu trời, âm thanh như có thần linh từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ sự tình trong tay, kinh hãi không ngớt. Là Tiêu Khinh Vương. Bỗng nhiên Cao Phong ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi không thôi, thất thanh nói. Khôi phục, hắn thật sự hoàn toàn khôi phục, nguồn sức mạnh này,
so với năm đó còn cường đại hơn, Lý Vân Tiêu thật sự đem hắn chữa khỏi. Tần Dương cũng ngơ ngác, sắc mặt răng kín mây đen, lạnh lùng nói. Khôi phục thì đã làm sao? 90% trung ương quân trở lên là do ta khống chế, chẳng lẽ hắn muốn triệu tập 5 đội trấn quốc thần vệ đi kháng địch? Hắn nhìn Cao Phong dáng rất sợ hãi, cao mày nói. Nếu ngươi thấp thỏm không yên, vậy chúng ta liền đi xem lần này đệ đệ của ta muốn giở trò quỷ gì. Nơi sâu xa trong hoàng cung, Tần Chính một đôi mắt mê ly vẩn đục, nhìn Oanh Ca Yến Vũ trước mắt cảm thấy đần độn vô vị, đột nhiên chén rượu trong tay run lên, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên hơi trong suốt lên, tự lẩm bẩm. Tiêu Khinh Vương, ngươi rốt cục trở về, chấm, rốt cục có thể an tâm. Tể tướng phủ đệ, Lam Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Lam Quang cả kinh nói. Cha, thanh âm mới vừa rồi, chẳng lẽ là... Lam Hoàng trầm tư nói. Xác thực là của Tiêu Khinh Vương, thực lực đệ nhất của Thiên Thủy Quốc, vắng lặng 5 năm, rốt cục trở về. Điểm tướng đài, xem ra lần này, vận mệnh đã bắt đầu nghiêng. Lam Quang sợ hãi nói. Cha, ý của ngươi là... Lam Hoàng thở ra một hơi thật dài nói. Ngày mai là sinh nhật của Hương Phi, ngươi sai người chuẩn bị một phần hậu lễ đưa vào cung đi. Lam Quang tựa hồ hiểu rõ ra, Hương Phi chính là mẹ đẻ của Tần Nguyệt Điện Hạ. Đột nhiên trên mặt Lam Hoàng hiện ra một nụ cười, tự nói. Xem ra Lý Gia trong tương lai rất nhiều năm, sẽ vượt trên chúng ta một đầu. Thế nhưng, hắn vẫn không có ăn đủ thiệt thòi khi thỏ tử cậu phanh sao. Trên sông Tần Hoài, thuyền hoa dập dờn, một đôi trung niên đang đối ẩm chè chén, mười mấy mỹ nữ trang điểm lộng lẫy vây quanh hai người không ngừng quyến rũ làm nũng, để hai người vui cười. Nam tử bên trái một thân trang phục nho nhã, tướng mạo thanh tú, ôm hai mỹ nhân, hai tay không ngừng ở trên người mềm mại của các nàng xoa đến xoa đi, cười to nói. Vẫn là Lý Vân Tiêu nháo trò như thế mới tốt, những thư sinh kia tự xưng là sĩ tử phong lưu, tất cả đều lăn về nhà không dám ló đầu. Bây giờ mỹ nhân tuyệt sắc trên Tần Hoài này, mặc người ta chọn. Nam tử bên phải trên mặt có một vết đao nhợt nhạt, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nói. Những hủ nho kia tay trói gà không chặt, chỉ biết ở trên người nữ nhân thở dốc, lại dám đi Lý Gia gây sự, đáng đời bọn họ muốn chết. Khổng lão thất phu kia thường ngày tự xưng thanh cao, lần này bị đại vương tử sử dụng như thương, rơi vào kết cục như thế. Nam tử bên trái nhẹ giọng cười nói. Những việc trong triều này, cùng ngươi và ta có quan hệ gì đâu. Cao Phong vì tư lợi, phụ tá đại vương tử, Bạch Mâu khốn khổ vì tình, cam tâm ở sau lưng Tần Nguyệt. Vẫn là Lạc Vân Thường cùng ngươi và ta tiêu sái tự tại. Bây giờ lại ít đi những thư sinh chán ghét kia cùng chúng ta cướp cô nương, thiên thượng nhân gian a. Ha ha, nam tử bên phải cũng cười to lên, hai người nâng chén đối ẩm. Một cái tay khác từ lâu không biết mò tới nơi nào. Mỹ nhân bên người từng cái khí thổ như lan, nũng nịu thở dốc. Đột nhiên hai người chấn động, âm thanh của Tiêu Khinh Vương ở trên trời nổ vang, hai người áp chế thuyền hoa lay động không ngớt, các cô nương sợ đến ngã trái ngã phải. Mãn Giang Xuân Thủy bỗng nhiên sóng cả mãnh liệt, tựa hồ có mưa bão sắp tới. Hai người ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hướng bầu trời nhìn tới. Sau một khắc, hơn 10 mỹ nhân trên thuyền hoa phát hiện đã mất đi hình bóng hai người. Chỉ ở trong thuyền lưu lại lượng lớn kim tệ, chúng nữ nhất thời vui vẻ chia nhau. Trấn quốc thần vệ đội một thống lĩnh Cao Phong, bái kiến Khinh Vương. Tần Dương cùng Cao Phong là cái thứ nhất chạy tới, Cao Phong nhìn vẻ mặt Tiêu Khinh Vương nghiêm nghị lạnh lùng, nhất thời trong lòng thấp thỏm bất an, đi tới dưới điểm tướng đài, chắp tay tham kiến. Tần Dương thì lại lạnh lùng nhìn mọi người một chút, đi thẳng tới một bên khác của điểm tướng đài, bình yên ngồi xuống. Hắn nhìn hai. 3.000 binh sĩ già nua yếu ớt ở dưới đài, vẻ mặt châm chọc. Trấn quốc thần vệ đội 2 thống lĩnh Vương Túc Quan bái kiến Khinh Vương. Trấn quốc thần vệ đội 5 thống lĩnh Tiêu Thần bái kiến Khinh Vương. Hai âm thanh từ xa đến gần, chờ thời điểm mọi người quay đầu, hai người một trước một sau đã rơi vào dưới điểm tướng đài, chính là hai trung niên lúc trước ở trên thuyền hoa phong lưu khoái hoạt. Ở bên trái điểm tướng đài, Lạc Vân Thường cùng Bạch Mâu cũng đứng thẳng lên. Dắt tay đi tới dưới điểm tướng đài. Trấn quốc thần vệ đội 3 thống lĩnh Bạch Mâu bái kiến Khinh Vương. Trấn quốc thần vệ đội 4 thống lĩnh Lạc Vân Thường bái kiến Khinh Vương. 5 tên thống lĩnh về vị trí cũ, trong khoảnh khắc,
lượng lớn trấn quốc thần vệ từ bốn phương tám hướng tràn vào, dồn dập xếp thành hàng đứng ở phía sau năm người, rất nhanh ở dưới đài lại thêm ra hơn trăm người. Ở một bên khác, hơn 2.000 học sinh quân kích động không thôi, nhìn anh hùng trong lòng bọn họ từng cái xuất hiện, nhất thời mỗi cái nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Tiêu Khinh Vương mới nâng mắt lên, hai tay áo phất một cái, Lâm Phong mà đứng, ánh mắt đến đâu, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn lạnh lùng nói. Chức vụ của thần vệ, là bảo vệ quốc gia, cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Bây giờ đại quân bách chiến quốc phạm cảnh, bệ hạ khẩu dụ điều quân lệnh, để trung ương quân đi tới cứu viện. Nhưng tới nay, chỉ có 2-3 ngàn người trình diện. Vì lẽ đó, Tần Dương ở một bên cười gằn, thầm nghĩ, vì lẽ đó làm sao? Vì lẽ đó hơn 100 trấn quốc thần vệ các ngươi cũng đi tham chiến. Thiết, trong mấy chục vạn đại quân, coi như tất cả đều là võ sư, cũng không làm nên chuyện gì. Trong ánh mắt Tiêu Khinh Vương đột nhiên có sát khí bại lộ, quát lạnh. Vì lẽ đó 124 vị tướng lĩnh của Trung ương quân làm trái thánh ý, luận tội đáng chém. Hiện tại phái tất cả mọi người các ngươi, lập tức đem 124 người kia bắt đến đây, xử trảm tại chỗ. Chi? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, tất cả đều hút vào ngụm khí lạnh. Tần Dương càng là trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, giận dữ hét. Tiêu Khinh Vương, ngươi muốn giết tướng lĩnh trong quân, thật lớn mật. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương ngưng lại, như ánh đao đâm thẳng vào trong cơ thể Tần Dương. Tần Dương chỉ cảm thấy cả người chấn động, một luồng hàn ý lạnh lẽo tràn vào trong đầu, ngơ ngác không ngớt. Tiêu Khinh Vương theo dõi hắn, lạnh lùng nói. Tần Dương thân là một trong các tướng lĩnh của Trung ương quân, hơn nữa là đương triều vương tử, đi đầu cãi lời thánh chỉ, không để ý quốc gia an nguy, chính là tội chết. Hắn dừng lời một chút, sát khí bàng bạc từ trên người phóng ra, quát lên. Người đâu, trước bắt Tần Dương, đợi lát nữa cùng 124 người kia đồng thời giết tế cờ. Chi? Lần này không chỉ tất cả mọi người đầu óc trống không, ngay cả Lý Thuần Dương vẫn bình tĩnh cũng sợ hết hồn, ngơ ngác dương đôi mắt. Chỉ có Lý Vân Tiêu sau khi ngạc nhiên, khóe miệng hiện ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Ở trong mắt hắn, trong lòng Tiêu Khinh Vương không chỗ nào ràng buộc, khoái ý giết người, bất kể hắn là người buôn bán nhỏ, hay trọng thần quốc gia, chỉ cần để cho mình khó chịu, muốn giết liền giết. Đây mới là tâm tính mà một võ giả nên có. Võ đạo vĩnh hằng, nhưng võ đạo vô tình. Mỗi một người đạt đến đỉnh cao, quát tháo thiên hạ, cái nào không phải tay đầy máu tanh. Mà Lý Thuần Dương vì nước chinh chiến nhiều năm, quan niệm trung quân ái quốc ở trong đầu thâm căn cố đế. Vì lẽ đó không cách nào làm được như Tiêu Khinh Vương, vì vậy thành tựu cũng kém xa Tiêu Khinh Vương. Ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta. Tần Dương mở to hai mắt, phảng phất nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cảm giác quá không chân thực. Hắn là vương tử một quốc gia, tương lai sẽ kế thừa vương vị. Tiêu Khinh Vương ngươi chỉ là một thần tử, lại dám giết ta. Ha, ha ha, ha ha ha. Hắn nhất thời cảm thấy quá mức hoang đường. Không tự chủ cất tiếng cười to. Nhưng sau khi cười một lúc, chỉ cảm thấy cả người rét run, loại ánh mắt nhìn người chết kia của Tiêu Khinh Vương, để hắn như rơi vào hầm băng. Vì sao không dám giết ngươi? Tiêu Khinh Vương khinh bỉ lạnh giọng nói. Nếu như không có Lý Thuần Dương vì nước chinh chiến, khai cương khoách thổ, nếu như không có Tiêu Khinh Vương ta bảo vệ quốc gia, trấn thủ kinh đô, toàn bộ Thiên Thủy Quốc từ lâu không còn tồn tại nữa, Tần gia các ngươi từ lâu là một hạt bụi trong lịch sử. Mà ngươi, tính là thứ gì? Ta là Bát Tinh Vũ Vương, trong Thiên Thủy Quốc, ai dám nghịch ý của ta? Giết ngươi, như giết cẩu. Giết ngươi, như giết cẩu. Màng tai của Tần Dương phảng phất như bị đánh nát, trong đầu tất cả là tiếng ong ong, cả người như co quắp ngã xuống. Năm đội trấn quốc thần vệ cũng dại ra, từng cái không biết làm sao. Tiêu Khinh Vương lần thứ hai gầm lên một tiếng, lúc này mới làm cho tất cả mọi người dồn dập thức tỉnh. Ngơ ngác một hồi như chim muông tản ra, đi lùng bắt 124 vị tướng lĩnh trong danh sách. Vắng lặng 5 năm, vẫn không màng thế sự, cả ngày sống mơ mơ màng màng, Tiêu Khinh Vương rốt cục trở về. Vũ Vương giận dữ, cả nước đều kinh. Cao Phong cũng ở trong đám người vội vàng tản đi, nhưng hắn không phải đi bắt tướng lĩnh gì, mà là chạy về Hoàng Cung. Luồng sát khí trên người Tiêu Khinh Vương kia, hắn theo Khinh Vương nhiều năm, không một chút nào xa lạ. Tuyệt đối không phải hù dọa người. Nếu không có biến cố, đợi lát nữa Tần Dương vương tử tất nhiên đầu thân khác chỗ.
bây giờ duy nhất có thể cứu Tần Dương, cũng chỉ có vị kia trong hoàng cung, Thiên Thủy Quốc Vương Tần Chính. Trên điểm tướng đài, tất cả mọi người còn không cách nào từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại. Kể cả Tần Nguyệt ở bên trong, hắn nhìn đại ca thân phận còn cao hơn mình, giống như tội phạm bị trói thành bánh chưng, bị người dùng dây thừng kéo lên. Nhưng nội tâm của hắn không có một chút nào vui sướng, mà là một loại cảm giác hoảng hốt, lần thứ nhất đối với vương vị sản sinh hoài nghi rất lớn. Leo lên vương vị, đúng là trên vạn người, thiên hạ thần phục sao? Bộ dáng hiện tại kia của đại ca lại xem như cái gì? Tiêu Khinh Vương chính là Bát Tinh Vũ Vương, coi như thật sự giết những vương tử bọn họ, vậy luật pháp quốc gia, trăm vạn đại quân, có thể bắt hắn sao? Đáp án hiển nhiên là không. Giết Tần Dương như giết cẩu, vậy giết mình thì sao? Hiển nhiên không hề khác nhau. Nội tâm Tần Nguyệt cũng là một trận cay đắng, lần thứ nhất hắn cảm giác được, có thể mục tiêu của mình là sai rồi. Dưới điểm tướng đài có hơn 2.000 học sinh, còn có 2-3.000 binh sĩ già nua yếu ớt, ở dưới khí thế của Tiêu Khinh Vương, từng cái kích động đến nhiệt huyết sôi trào, không người nào dám lớn tiếng thở một hồi, không người nào dám ung dung động đậy. 5.000 người, nhưng dường như hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy trấn quốc thần vệ đồng thời điều động, hiệu suất cực kỳ kinh người. Rất nhanh 124 tên tướng lĩnh toàn bộ bị trói gô tới, từng cái bị đè xuống đất. Có chút ban đầu còn không phục, nhưng thời điểm thấy Tần Dương cũng bị trói thành bánh chưng, treo ở dưới soái kỳ, nhất thời trực tiếp co quắp lại. 124 người, một tên không ít, tất cả đều quỳ gối dưới điểm tướng đài, phía sau mỗi người đứng một tên thần vệ, đem bọn họ ép gắt gao, không dám có nửa phần phản kháng. Con người của Tiêu Khinh Vương ở trên thân những người này điểm qua, như nhìn lợn chết, châm chọc cười lạnh nói. Các ngươi nhất định cho rằng Pháp không trách chúng đúng không? Các ngươi nhất định cho rằng Lý Thuần Dương không có cách nào bắt các ngươi. Hiện tại, liền lấy đầu lâu của các ngươi tế cờ. Đời sau phải nhớ, Thiên Thủy Quốc ít đi các ngươi, vẫn huy hoàng như thường, đừng đem mình xem quá nặng, các ngươi là cái dám gì. Hắn vung tay lên, một luồng sát khí băng lãnh đến tận xương tủy lướt nhẹ qua mặt. Giết! Chi! 124 người kia sợ đến hồn phi phách tán. Vốn cho rằng trói bọn họ đến chỉ là giết sự oai phong của bọn họ. Cuối cùng còn phải dựa vào bọn họ đi lĩnh quân đánh trận, không nghĩ tới thật là mất đầu. Này đã vượt qua tất cả mọi người dự tính. Chậm đã. Đột nhiên một thanh âm hùng hồn từ đằng xa truyền đến, Cao Phong như là bay lên không phi hành, trong nháy mắt hắn chạy vội tới dưới điểm tướng đài, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hai tay giơ cao một đạo thánh chỉ, không ngừng thở hỗn hển, trên người đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Hiển nhiên không có nghỉ ngơi một chút. Bệ hạ có chỉ, kính xin Khinh Vương tiếp chỉ. Cao Phong lớn tiếng thở dốc nói. Tiêu Khinh Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đứng thẳng bất động, mặt không chút thay đổi nói. Đọc. Cao Phong vội vàng triển khai thánh chỉ, cao giọng nói. Bệ hạ thủ dụ, Tần Dương cùng chúng tướng lĩnh trung ương quân thái độ ngạo mạn, không phục quân lệnh, theo tội đáng chém. Nhưng hiện nay quốc nạn phủ đầu, chính là thời khắc dùng người. Chấm cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ lập công chuộc tội. Còn Tần Dương, thân là vương tử, không lấy quốc sự làm trọng, xứng nhận trăm trưởng gian đe. Hô! Lần này hơn 100 tên tướng lĩnh kia, kể cả Tần Dương ở bên trong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa liền mệnh vào hoàng tuyền. Tần Dương cũng là một thân mồ hôi lạnh, chưa từng có cảm giác cách tử vong gần như vậy. Tuy rằng quất trăm roi cũng là thống khổ to lớn, nhưng ít ra giữ lại tính mạng. Hơn nữa những thế lực dòng chính của mình cũng được bảo vệ. Tiêu Khinh Vương nhẹ nhàng nâng mí mắt, trong con ngươi hiện ra vẻ khinh thường, con ngươi của hắn đột nhiên hơi co rụt lại, một mặt lãnh đạm nhìn phía dưới điểm tướng đài nói. Ngoại trừ quất Tần Dương 500 trượng răn đe, người còn lại, toàn bộ giết. Chi? Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, một tên tướng lĩnh càng là trợn tròn đôi mắt quát. Tiêu Khinh Vương, người lão thất phu này, dám trái thánh chỉ. Người mới là đáng chết nhất. Hắn vừa nói xong, trấn quốc thần vệ ở phía sau trực tiếp vỗ một trường ở trên đầu, tuôn ra một đoàn óc. Các loại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. 124 tên tướng lĩnh trung ương quân, toàn bộ bị giết. Bộ hạ dòng chính của Tần Dương ở trung ương quân, không một ai may mắn thoát khỏi. Phốc! Tần Dương chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Phun ra một ngụm máu tươi, độc ác nói. Tiêu Khinh Vương, ngươi,
Ngươi cãi lời thánh chỉ, luận tội đáng chém cửu tộc. Tiêu Khinh Vương cười lạnh. Bệ hạ cho bọn họ cơ hội, nhưng ta không cho. Các ngươi cãi lời thánh chỉ, có người giết, ta cãi lời, ai dám giết ta? Ta xem ngươi tựa hồ cũng không muốn ta cho cơ hội a. Ánh mắt hắn lạnh lùng xẹt qua, sợ đến Tần Dương sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa. Hắn vạn phần tin tưởng, chỉ cần mình lại nói một tiếng, tất nhiên sẽ phơi thây tại chỗ. Tiêu Khinh Vương vung tay lên nói. Mang Tần Dương xuống quất 500 trượng. Hắn nhìn thi thể toàn trường, không chút biểu tình lạnh lùng nói. Hiện tại lập tức thông báo hết thảy tướng lĩnh, trong thời gian nửa nén hương đến điểm tướng đài, không đến, không cần nhiều lời, trực tiếp giết. Nhất thời hơn 100 trấn quốc thần vệ lần thứ hai tản ra, rất nhanh không tới thời gian uống cạn một chén trà, hết thảy tướng lĩnh to to nhỏ nhỏ trong thủ đô toàn bộ đến đông đủ, nên đến đều đến, không tới tất cả đều đi vào mồ rồi. Hơn nữa từng cái khoác kiếm mang giáp, anh tư hiên ngang, không người nào dám lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn hoặc là vẻ mỏi mệt. Rất tốt, Tiêu Khinh Vương thỏa mãn nhìn dưới đài, lúc này mới quay đầu đi xuống, đem điểm tướng đài giao cho Lý Thuần Dương. Sau khi hắn đi xuống, trực tiếp ngồi vào vị trí bên trái, hướng Lý Vân Tiêu nói. Chuyện thứ nhất, đã làm xong rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Khinh Vương quả nhiên tàn nhẫn, lần này sẽ không ai dám không thành thật. Lý Thuần Dương ở trên điểm tướng đài, nhìn xuống một chút, lúc này mới nghiêm nghị quát. Lần này đại quân xuất chinh, chủ soái là Trần Đại Sinh. Trần Đại Sinh ra khỏi hàng, tiếp ấn soái. Tất cả mọi người đều là một hồi mờ mịt, Trần Đại Sinh. Người nào, bên trong những tướng lãnh cao cấp cũng không có người này a. Tất cả mọi người biết Lý Thuần Dương nhất định sẽ phái người dòng chính của mình, Hàn Thiên Phương cùng Trần gia gia chủ Trần Lâm đều là ứng cử viên có khả năng, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là một người xa lạ như vậy. Nhưng rất nhanh một ít tướng lĩnh lớn tuổi tựa hồ nhớ ra cái gì, đều biến sắc, dồn dập nhìn tới trên đài. Trần Lâm ở dưới đài càng là tâm thần chấn động mạnh, cả người run cầm cập nhìn một lão giả từ dưới đài chậm rãi đứng ra. Trần Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt, chờ nhìn rõ ràng dung nhan của ông lão, rốt cục không nhịn được nữa, chạy lên quỳ xuống, cất tiếng khóc lớn nói. Cha, cha, đúng là ngài, ngài không chết à. Trần Đại Sinh cũng là lão lệ tung hoành, hắn cố nén vui mừng, vỗ vỗ đỉnh đầu Trần Lâm, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, một cước đá bay hắn, cả giận nói. Trước điểm tướng đài, khóc lóc như đàn bà, còn thể thống gì nữa, cút cho ta. Hắn nhanh chân đi tới trước đài, hai tay tiếp nhận ấn soái, cao giọng nói. Trần Đại Sinh lĩnh mệnh. Trần Đại Sinh giơ lên ấn soái, để mọi người ngưỡng mộ một hồi, liền đi lên điểm tướng đài, cao giọng quát lên. Hàn Thiên Phương ở đâu? Thần có mặt. Hàn Thiên Phương vội vã tiến lên, Trần Đại Sinh không chết cũng để hắn rất giật mình, tuy rằng không có hỉ cực phản khóc như Trần Lâm, nhưng cũng là rất vui mừng. Trần Đại Sinh lấy ra một mặt lệnh bài ném tới, nói. Lệnh ngươi làm tả quân tiên phong, lĩnh quân 10 vạn. Hàn Thiên Phương lĩnh mệnh nói. Tuân lệnh. Trần Lâm đâu? Có thần, ô ô ô. Trần Lâm vẫn như cũ mặt đầy nước mắt. Kích động chạy tới. Trần Đại Sinh hừ một tiếng, nắm lên một mặt lệnh bài ném tới. Hữu quân tiên phong, lĩnh quân 10 vạn. Vâng, vâng, ô ô ô. Trần Lâm khóc lóc nhặt lên lệnh bài, trở lại trong hàng ngũ. Lý Vân Tiêu đâu? Lý Vân Tiêu từ trên chỗ ngồi ra khỏi hàng, đi lên trước chắp tay nói. Thiếu gia ta ở đây. Trần Đại Sinh hơi nhướng mày, nếu là những người khác dám ở trước mặt hắn xưng thiếu gia ta. Này nhất định xong đời, nhưng Lý Vân Tiêu, hắn cũng lười tính toán, trực tiếp ném lệnh bài nói. Lệnh ngươi làm hậu cần tổng tham mưu, xuất lĩnh 2.000 học sinh quân, làm tốt bảo đảm cung cấp hậu cần. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, lại phái tới làm hậu cần, hắn tiếp nhận lệnh bài liền lui xuống. Trong 2.000 học sinh quân nhất thời có người vui có người sầu, vui vì không cần tới tiền tuyến, hệ số an toàn cao. Sầu chính là không ra tiền tuyến liền không cách nào lập công, sẽ không làm được thân tín của Tần Nguyệt. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ đều có. Trần Đại Sinh tiếp tục nói. Người còn lại, nghe bản soái điều khiển. Hiện tại, đại quân xuất chinh. Đại quân xuất chinh. Hết thảy tướng lĩnh đồng thanh quát lên, nhất thời thanh uy rung trời. Từng đạo nhân mã chờ xuất phát,
bắt đầu vòng quanh thủ đô đi một vòng, sau đó ra khỏi thành. Này chính là thông lệ trước khi mỗi lần xuất chinh. Lúc này Tần Nguyệt mới đi tới trước mặt Trần Đại Sinh, một mặt kính ý nói. Thiên thủy quốc an nguy, toàn bộ nhờ Trần tướng quân. Trần Đại Sinh gật đầu nói. Nguyệt Vương tử yên tâm, nếu không đẩy lùi kẻ địch, ta thề không về kinh sư. Lý Thuần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, trọng tình nói. Đại Sinh, cẩn thận, bảo trọng. Trần Đại Sinh nhếch miệng cười to nói. Đại ca yên tâm, 5 năm ta cũng chưa chết, huống hồ là hiện tại. Một đám người từng người cáo biệt, cũng dồn dập ra đi. Ngay ở thời điểm xuất ngoại, đột nhiên hai bóng người chạy tới, trực tiếp lướt đến bên người Lý Vân Tiêu, reo lên. Vân Thiếu, mang chúng ta theo với. Hai người trực tiếp nhảy lên chiến xa của hắn, chính là Hàn Bách cùng Trần Chân, hai người đều là một mặt trốn trốn nấp nấp. Chiến xa chủ soái có hơn 30 mét, rộng hơn 10 mét, do 8 con tuấn mã kéo, đủ có thể chứa mấy chục người. Nguyên lai hai người tư chất kém một chút, sau khi uống trùng nguyên đan mà Lý Vân Tiêu cho, đã đến 7 đạo mạch luân đỉnh cao, còn kém một đường chưa đột phá. Vừa vặn gặp gỡ báo danh xuất chinh, mà yêu cầu thấp nhất chính là võ sĩ. Để cho hai người phiền muộn một hồi lâu, đợi khi biết chủ soái học sinh quân dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu, nhất thời đại hỉ chờ ở cửa thành, vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền mặt dày vọt tới. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Hai người các ngươi thiên phú kém đến thế, phục dụng trùng nguyên đan của ta cũng không có thể đột phá võ sĩ. Hàn Bách hơi đem nguyên khí phóng ra ngoài, nhất thời ánh sáng võ sĩ hiện lên, cười khổ nói. Tối hôm qua một đêm không ngủ, liền đột phá, chỉ chậm một ngày. Trần Chân khổ não nói. Ngươi cơ sở tốt hơn ta kẹt ở mạch luân đỉnh cao 3 ngày, vẫn không có thể qua. Mộng Bạch ở một bên giật mình nói. Khi ta ở 5 đạo mạch luân, đêm đó dùng trùng nguyên đan liền xung kích đến võ sĩ, thiên phú của hai vị đại ca cũng quá dị bẩm đi. Trần Chân cả giận nói. Đó chỉ có thể nói Vân Thiếu bất công, cho chúng ta đan dược phẩm chất không bằng ngươi. Hừ, tự mình rác rưởi, còn trách đan dược. Từ trong chiến xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Ai dám mắng lão tử? Trần Chân giận dữ, đá rèm che một cái, gào thét vọt vào. Yên tĩnh, vốn cho là sẽ có động tĩnh lớn, ai biết như rơi vào hải lý, không có bất kỳ thanh âm gì. Hàn Bách giật mình cau mày nói. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào lão tử của hắn ở bên trong? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đâu chỉ lão tử của hắn, lão tử của lão tử hắn cũng có mặt. A, à, từ trong lều cỏ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chính là Trần Chân phát ra. Sau đó liền truyền đến âm thanh của Trần Đại Sinh. Vân Tiêu, Hàn Bách. Các ngươi cũng vào đi. Hai người đi vào trong lều vải, nguyên bản Trần Đại Sinh, Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương đang nghiên cứu chiến thuật. Hiện tại có thêm Trần Chân quỳ trên mặt đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn chằm chằm Trần Chân, sắc mặt nhất thời chìm xuống, ngưng tiếng nói. Các ngươi mạnh mẽ đột phá cho hắn. Hàn Bách cũng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn Trần Chân nằm trên mặt đất thở dốc, quả thật đã là nhất nguyên cảnh võ sĩ. Trên người thỉnh thoảng lưu chuyển ánh sáng nguyên khí. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một vẻ tức giận, lãnh đạm nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết như vậy trái lại là hại hắn? Cửa ải trọng yếu như vậy lại mạnh mẽ đột phá, tất nhiên ảnh hưởng đến thành tựu ngày sau. Trần Đại Sinh ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Lý Vân Tiêu, thở dài nói. Vân Tiêu, ngươi cũng biết tôn nhi này của ta tư chất thực sự là vô cùng bình thường. Ngươi cảm thấy thành tựu tương lai của hắn có thể đạt tới trình độ nào đây? Nhân sinh có bến, mà võ đạo vô bờ, để hắn ở võ giả cấp thấp bồi hồi, không bằng để ta giúp hắn một tay, sớm ngày thành hình. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần ác liệt, lạnh lùng nói. Vậy các ngươi cảm thấy có thể đem hắn đắp nặn tới trình độ nào? Trần Đại Sinh nói. Ta cùng Trần Lâm cũng thương lượng qua, tìm cao nhân trợ giúp cùng với các loại đan dược phụ trợ. Ngày sau hắn có thể lên cấp đến đại vũ sư, ta liền hài lòng. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói. Được rồi, thu hồi ý nghĩ buồn cười của các ngươi đi. Hắn duỗi ra một ngón tay, lãnh đạm nói. 1 năm, cho ta thời gian 1 năm, ta tất nhiên để hắn bước vào tứ tượng cảnh giới, thành tựu vũ quân. Mọi người đều ngơ ngác, trong mắt Trần Đại Sinh bắn mạnh ra tinh mang, trầm giọng nói. Vân Tiêu,
ta biết ngươi bản lãnh lớn, nhưng con đường võ đạo, mỗi vượt qua một bước đều khó như lên trời. Năm đó tư chất của ta ở trong cùng thế hệ đã xem như là hàng đầu, cũng trải qua sinh tử, nhờ số trời run rủi mới bước vào tứ tượng cảnh giới. Ta biết ngươi vì muốn tốt cho Trần Chân, nhưng không thể hành động theo cảm tình. Lý Vân Tiêu nhấc lên Trần Chân ở trên đất, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Nói đủ rồi chứ, nói đủ rồi liền tiếp tục chuyện của các ngươi đi. Có điều nếu lại để ta phát hiện các ngươi mạnh mẽ gia tăng thực lực cho hắn, đến thời điểm đó đừng nói các ngươi theo lão gia tử ta, ta vẫn sẽ trở mặt không quen biết như thường. Ta rất thận trọng cảnh cáo các ngươi, sau này không có lần thứ hai. Hắn nói mà ba người Trần Đại Sinh trợn mắt ngoác mồm, Hàn Bách cũng giật mình không thôi. Lý Vân Tiêu mặt lạnh mang theo Trần Chân ra ngoài, Hàn Bách lén nhìn ba người trợn mắt ngoác mồm một chút, một mình không dám ở thêm, cũng bận bịu đi theo ra ngoài. Hàn Thiên Phương lên tiếng trước nhất nói. Lý Vân Tiêu này quả nhiên như trước kia không giống nhau lắm, khoảng thời gian này trong thủ đô tin đồn về hắn sôi sùng sục, xem khí thế kia, dĩ nhiên ở trước mặt ba người chúng ta còn dám làm càn như thế. Trần Lâm cũng cau mày nói. Tiểu tử này thiên phú thật không tệ, cùng Trần Chân đồng tuổi, nhưng đã là bát tinh võ sĩ. Nhưng muốn nói hắn một người lực ép Già Lam học viện hai đại thiên tài Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong, ta vẫn là không quá tin tưởng. Hai người này ta đã mật thiết quan sát qua, đều là tồn tại vạn người chưa chắc có một, kinh tài tuyệt diễm. Hàn Thiên Phương nói, Tĩnh Quốc công lão gia tử yên tâm để một mình hắn đi ra, quả thật là có chỗ hơn người. Chỉ là quá mức sốc nổi, trong vòng một năm để Trần Chân bước vào Vũ Quân, hắn cho rằng Vũ Quân là hàng vỉa hè sao. Trong tay Trần Đại Sinh nắm một quân cờ, xoa nắn thành một đoàn, ngưng tiếng nói. Liền để tiểu tử này thử xem đi, sau này Trần Chân tu luyện tạm thời không nên nhúng tay. Trần Lâm kinh hãi, vội la lên. Cha, lẽ nào ngươi cũng tin hắn nói bậy bạ? Ha ha, một năm bước vào Vũ Quân, hắn coi mình. Được rồi. Trần Đại Sinh ngắt lời nói. Tiểu tử này thật có chút kỳ lạ, tuy rằng ta cũng cảm thấy rất hoang đường, thế nhưng trong nháy mắt hắn nói ra đó, nội tâm ta không tự chủ được tin tưởng. Trần Lâm mở to hai mắt, lắc đầu nói. Cha, này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ a. Ánh mắt Trần Đại Sinh ngưng lại. Tạm cho hắn một năm thời gian đi, loại cảm giác đó lấy tu vi của các ngươi là không rõ ràng, đó là một loại tin tưởng xuất phát từ bản năng. Huống hồ các ngươi cũng không biết, tiểu tử này là một tên thuật luyện sư cấp 2 hàng thật đúng giá. Con ngươi của Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương mở lớn, ngơ ngác thất sắc. Sau khi Lý Vân Tiêu ra lều vải, đem Trần Chân ném cho Cổ Vinh nói. Cho hắn dùng một viên Vũ Lâm đan, trước tiên đem cảnh giới vững chắc xuống. Hắn quay đầu nhìn một tên sĩ quan hỏi. Tòa thành tiếp theo là cái nào? Phải bao lâu mới có thể đến? Tên kia sĩ quan bận bịu dùng quân lễ nói. Báo cáo tướng quân, tòa thành tiếp theo là Dương Phổ Thành, dựa theo tốc độ tiến quân bây giờ, còn có 10 ngày thời gian. 10 ngày, lâu như vậy. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, nhàn nhạt nhìn phía xa. Kiếp trước của hắn căn bản không có khái niệm chạy đi gì, đều là trực tiếp xé rách không gian, vạn dặm xa, xúc địa thành thốn. Làm sao, cảm giác mới mẻ đã hết. Chẳng biết lúc nào Trần Đại Sinh cũng từ trong lều vải đi ra, đứng ở sau lưng hắn, cười ha ha nói. Chúng ta đây đã là hành quân cấp tốc, dựa theo hành quân phổ thông, ít nhất phải hơn một tháng. Đánh trận là liều mạng, không phải vui chơi. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Vui chơi, ta chỉ là hy vọng sớm đến một chút, kiếm chút dược liệu cho Trần Chân dùng, để cảnh giới của hắn tạm thời vững chắc ở nhất tinh võ sĩ, đem ảnh hưởng trái chiều mà các ngươi làm với hắn tiêu trừ hết. Ngạch, Trần Đại Sinh cảm thấy yết hầu chặn lại một hồi, hắn phát hiện khí thế của tiểu tử này, mơ hồ vượt lên trên mình, điều này làm cho hắn dị thường khó chịu. Thầm nghĩ, mình nói như thế nào cũng là chủ soái, phải ép uy phong của tiểu tử này. Hắn chỉ vào mấy chục vạn đại quân hành quân cấp tốc nói. Tiểu tử, ngươi xem đại quân này làm sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chỉ thường thôi, chỉ thường thôi. Trần Đại Sinh chừng con ngươi. Cười nhạo nói. Nghe con mới sinh, chưa từng va chạm xã hội. 40 vạn đại quân như vậy tuy rằng không dám nói là hổ lang chi sư, nhưng quân kỷ nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, từ chi tiết nhỏ trong hành quân liền có thể thấy được. Hắn một bộ lên lớp, đắc ý nói. Còn có người xem trên đại quân này mơ hồ hiện lên sát khí,
đây là trải qua liều mạng tranh đấu mới có thể sản sinh. Loại sát khí này đủ khiến. Được rồi, ta biết rồi. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Đã là giữa trưa, tới giờ lão gia tử ngươi uống thuốc rồi, đừng quên để Vân Thường lão sư trợ ngươi áp chế độc tính. Trần Đại Sinh lăng tại chỗ, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người hai bên dồn dập che miệng cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, nhịn đến đau bụng. Trần Đại Sinh nổi giận đùng đùng nói. Tiểu tử, ta biết ngươi là thuật luyện sư, rất ghê gớm. Thế nhưng hành quân đánh trận cùng. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lần thứ hai khó chịu ngắt lời nói. Không phải là sát khí sao? Hắn chỉ vào học sinh quân ở phía sau hộ tống các loại quân nhu nói. Sau 10 ngày, trước khi tiến vào Dương Phổ Thành, sát khí của 2.000 học sinh quân này liền che lại 40 vạn đại quân của ngươi, có tin hay không? Ha ha, thật là ngông cuồng vô biên. Ngươi cho rằng sát khí là không khí sao? Tùy tiện hô hấp một hồi thì có. Trần Đại Sinh cười lớn nói. Lý Vân Tiêu chỉ đầu của mình, lạnh lùng nói. Ta dùng đầu lập xuống quân lệnh trạng, sau 10 ngày nếu ta thua, ta lấy đầu cho ngươi làm cầu đá. Nếu ta thắng, vị trí chủ soái đại quân quy ta, ngươi liền làm việc vặt cho ta, như thế nào? Trần Đại Sinh hoàn toàn biến sắc, lần này ngay cả người xung quanh cũng ngạc nhiên lên. Trần Đại Sinh trầm giọng nói. Quân lệnh trạng há là trò đùa, ngươi là tướng lĩnh học sinh quân, càng phải biết trong quân không thể nói đùa. Lý Vân Tiêu cười khẽ, ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên, có điều trong 10 ngày này, sự tình hộ tống vật tư liền trao trả cho ngươi. Ta mang theo đám người kia đi trước một bước, sau 10 ngày, gặp tại Phổ Dương Thành. Hắn nhẹ nhàng bay lên trời, rơi vào trên một chiếc chiến xa khác, Kế Mông, Cổ Vinh, tỷ đệ Mộng Vũ, còn có Trần Chân, Hàn Bách cũng cùng nhau đi theo. Lý Vân Tiêu đứng trên đỉnh chiến xa, cao giọng quát. Hết thảy học sinh quân nghe lệnh, hiện tại lập tức ném hết thảy vật tư, dốc hết tốc lực theo chiến xa của ta đi tới. Sĩ quan điều động chiến xa vội vàng vung roi giá mã, chiến xa của Lý Vân Tiêu nhất thời ầm 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 vượt qua, một xe đi ở đằng trước đại quân, phía sau hơn 2.000 học sinh quân cũng dồn dập tăng nhanh tốc độ xông lên. Hơn 2.000 người vốn là võ sĩ thực lực siêu quần, bất luận thể năng hay là tu vi đều mạnh hơn đại quân phổ thông mấy lần, vì lẽ đó chạy đi cũng rất ung dung. Rất nhanh Lý Vân Tiêu liền dẫn nhân mã của mình đi mất. Trần Đại Sinh nhìn bụi bặm bao phủ bầu trời, sắc mặt âm tình bất định. Trần Lâm giật mình nói. Cha, ngươi liền thật để hắn đi như vậy, đây rõ ràng là hồ đồ a. Lẽ nào ngươi tin tưởng hắn nói 10 ngày thời gian, còn phải một bên hành quân, có thể ngưng luyện ra sát khí so với trung ương quân còn nặng hơn. Trần Đại Sinh hừ lạnh nói. Đương nhiên không tin. Trần Lâm nói. Này, vậy ngươi, hắn dùng đầu đảm bảo, đến thời điểm. Trần Đại Sinh một trường vỗ vào đầu hắn mắng. Lập xuống quân lệnh trạng, ai nghe thấy? Lẽ nào ngươi muốn ta dùng quân pháp giết tiểu tử kia hay sao? Đến thời điểm trực tiếp treo lên đánh một trận là được. Hắn xoay người trở về trong lều, tự lẩm bẩm. Ai nha, trên người lại bắt đầu đau, thật tới giờ uống thuốc rồi. Quay đầu lại đúng dịp nhìn thấy Tiêu Khinh Vương cùng Lạc Vân Thường. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên chiến xa, cái trán của Lạc Vân Thường hơi chảy ra mồ hôi, hiển nhiên là mới vừa tiêu hao lượng lớn chân khí. Trần Đại Sinh nói, Lạc lão sư, còn có thể kiên trì sao? Lạc Vân Thường khẽ cười nói, không thành vấn đề, Lý Vân Tiêu này không biết từ đâu làm ra phương pháp chữa thương, khi trấn áp hàn khí cho các ngươi, đồng thời ta cũng cảm giác được chân khí chí dương của mình đang không ngừng lớn mạnh. Tựa hồ so với bế quan tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Trần Đại Sinh tức giận nói. Khỏi nói tiểu tử kia, đến thời điểm xem ta treo hắn lên đánh nửa người tàn phế cho hả giận. Tiêu Khinh Vương vẫn không nói lời nào, tựa hồ có chỉ cười nói. Ồ, ta xem ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội. Dáng dấp của hắn, thật giống như ngồi đợi Trần Đại Sinh làm việc vặt. Trần Đại Sinh sửng sốt một chút, lập tức một mặt không tin. Lý Vân Tiêu một mình mang theo 2.000 học sinh quân đi nhanh, người bên người từng cái lặng lẽ không nói. Trần Chân nói, Vân Thiếu, lần này ngươi thật là chơi lớn rồi, lập xuống quân lệnh trạng, coi như không mất đầu cũng bị ông nội ta đánh gần chết. Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ là cô đọng một ít sát khí mà thôi, có khó khăn như thế sao? Hàn Bách nói, chỉ là cô đọng một ít sát khí mà thôi, thật thiệt thòi ngươi nói ra được.
Những cái kia đều là ở trên chiến trường đao thật thương thật chém giết mới có thể trầm tích ở trong người, một khi đi ra chiến trường, loại sát khí này sẽ tùy theo thả ra ngoài, khiến sức chiến đấu của binh sĩ tăng nhiều. Đừng nói 10 ngày, nếu không đích thân ra chiến trường, dù 10 năm cũng huấn luyện không ra. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, một mặt ung dung cười nói. Này để bọn họ trải qua liều mạng tranh đấu, không phải được rồi sao? Hắn không để ý vẻ mặt mọi người ngạc nhiên, cao giọng quát lên. Hết tốc lực hành quân, trong vòng 4 ngày chạy tới ngoài Dương Phổ Thành cho ta. Khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, dùng âm thanh chỉ có người bên cạnh mới có thể nghe thấy, khẽ cười nói. Còn lại 6 ngày, ta sẽ để các ngươi xuống địa ngục. Ông tay áo của hắn nhẹ phẩy, liền đi vào trong lều lớn. Người còn lại mỗi cái hai mặt nhìn nhau, không dám đi vào quấy rầy hắn, từng cái ở bên ngoài ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sĩ quan lái chiến xa liều mạng đánh xe, hơn 2.000 tên học viên kia tất cả đều là võ sĩ, chạy đi so với tuấn mã còn muốn nhanh. Chỉ là từng cái có kỵ húy, không dám vượt qua chiến xa của Lý Vân Tiêu, tất cả đều theo sát ở phía sau. Đến ngày thứ ba, tinh thần của những học viên này triệt để suy sụp, từng cái như xương đánh cả. Hơn 2.000 người chạy mấy chục dặm đường không nghỉ ngơi. Không ít người đều nhìn chiến xa phía trước, lòng sinh oán hận. Thầm nghĩ, lão tử nhọc nhằn khổ sở chạy 3 ngày, các ngươi những công tử bột kia thư thư phục phục ngồi trên xe. Nhưng theo sát chiến xa, tựa hồ không có một chút mỏi mệt nào, là hai bóng người đã từng làm cho tất cả mọi người ngước nhìn. Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong cắn chặt hàm răng, đi theo sau chiến xa không có một lời oán hận nào, có chỉ là ý chí bất khuất. 8 con tuấn mã lôi kéo chiến xa, đều là từ hỏa ô đế quốc giá cao thu mua đến giống tạp giao, do mã cùng yêu thú hỗn huyết sinh thành, hai mắt đỏ như máu, cước lực kinh người. Nhưng không ngủ không ngừng chạy đi, từng cái cũng không chịu nổi, rốt cục ở ngày thứ ba, thời điểm đến ngoài Dương Phổ Thành, từng cái đều hí dài, nổ chết tại chỗ. Thời gian uống cạn chén trà, rốt cục tất cả mọi người đều đến đông đủ, từng cái thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lười biếng từ trong chiến xa đi xuống, chậm rãi xoay người, đánh mấy cái ha ha, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ồ, là buổi tối sao? Ngày hôm nay mặt trăng thật tròn, đều xuống đây đi, ngắm trăng thôi. Lúc này mấy người Trần Chân Hàn Bách mới dồn dập từ trên chiến xa nhảy xuống, từng cái trong tay nâng chén nước, còn bốc hơi nóng, thỉnh thoảng uống mấy ngụm. Hơn 2.000 học viên từng cái giận sôi lên, oán khí ngất trời. Nhưng nghĩ đến Lý Vân Tiêu này sức chiến đấu kinh thiên, mỗi một người đều tức giận khôn cùng, nhưng lại không dám nói. Trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo ý cười cân nhắc. Được rồi, thời gian uống trà qua rồi, nên làm việc. Lúc này đám người Trần Chân mới thả chén trà xuống, bắt đầu lấy ra binh khí của từng người, ở trên đất khắc họa lên, hơn 2.000 học viên từng cái hiếu kỳ nhìn, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Rất nhanh. Một vòng tròn to lớn khắc họa ở trên đất, có vài học viên lập tức nhận ra được, dĩ nhiên là một trận pháp, đem hơn 2.000 người toàn bộ dung nhập vào. Đây là muốn làm gì? Đây là trận pháp gì? Thiên, muốn khởi động một trận pháp lớn như vậy, cái này cần tiêu hao bao nhiêu nguyên thạch, cần thuật luyện sư rất mạnh mới có thể khởi động. Một tên học viên có tri thức trận pháp kinh hãi nói. Không nhìn thấy có thuật luyện sư cấp 2 cổ vinh cổ đại nhân theo chúng ta sao? Cha cha, ta biết rồi, tất nhiên là một trận pháp khôi phục, đây là muốn khôi phục nguyên khí cho chúng ta. Ồ, có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, không tin mở to mắt mà nhìn. Lý Vân Tiêu nghe mọi người nghị luận, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rất nhanh trận pháp liền bố trí xong, ở hai bên từng cái trận tuyến, khảm nạm vô số viên nguyên thạch to to nhỏ nhỏ, cấp bậc khác nhau, xem mà tất cả mọi người đều trừng mắt líu lưỡi. Đây cũng quá lãng phí đi, công tử đại thế gia thật có tiền a. Không biết giờ khắc này Lý Vân Tiêu cũng đau lòng muốn chết, vì bố trí đại trận này, cơ hồ đem nguyên thạch trong giới thần bi móc không. Hắn cố nén nội tâm đau đớn, đi tới trung tâm trận pháp, lấy ra Thái Âm Hàn kiếm cùng Xuân Thủy kiếm, trực tiếp cắm vào, nhất thời một đạo hào quang phóng lên trời, hai thanh kiếm ảnh ở trên hư không hiện ra, ánh sáng luân phiên, hàn khí bức người. Các học sinh nơi nào gặp tình cảnh xa hoa bực này, nhất thời bị hấp dẫn lên, hướng không trung nhìn tới. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra một ý cười tàn nhẫn, xấu xa nói. Đây chính là trận pháp tiêu hao hết thảy gia sản của ta,
hai mắt trận càng là huyền binh cấp 3, trận pháp này có thể giúp chư vị trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành một tên chiến sĩ chân chính. Chư vị, bắt đầu một hồi lữ trình vui vẻ đi. Ánh mắt của hắn ở dưới ánh kiếm ánh xạ, hiện ra dị thường yêu dị. Vài đạo linh quyết từ trong tay đánh ra, trên hư không hiện ra từng cái văn tự cổ điển quái dị, rơi vào trong trận pháp. Nhất thời tất cả mọi người đột nhiên ngơ ngác phát hiện, mặt trăng trên bầu trời nguyên bản sáng sủa mỹ lệ, đột nhiên trở nên yêu dị, dần dần hiện ra từng tia đỏ như máu. Này, đây là... Trong lòng tất cả mọi người giật mình, vầng minh nguyệt kia, dĩ nhiên biến thành một con ngươi yêu dị. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đứng ở ngoài trận pháp, hai con ngươi đã biến thành đỏ như máu, dần dần uốn lượn lên, hóa thành hai hình trăng lưỡi liềm. Con ngươi của hắn đột nhiên mở lớn, một luồng sức mạnh yêu dị nhộn nhạo lên. Hết thảy học viên thân ở trong trận pháp đột nhiên tâm thần chấn động, mặt trăng như con ngươi màu đỏ kia truyền đến cảm giác kỳ dị, trong nháy mắt đã khống chế tâm thần của mọi người. Mọi người nhất thời trở nên mờ mịt, vẻ mặt từng cái bắt đầu dại ra. Người đứng ở ngoài trận pháp nhìn vào, liền nhìn thấy từng học viên trên mặt ngây người như phỗng, lẳng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích. Vân Thiếu, bọn họ đây là làm sao? Trần Chân ngơ ngác hỏi, Lý Vân Tiêu chỉ nói cho bọn họ biết bước đi bố trí trận pháp, nhưng không có nói rõ tác dụng. Lý Vân Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, con người yêu dị kia để Trần Chân ngơ ngác lùi mấy bước, khiếp sợ không thôi. Các ngươi cũng tiến lên chơi một chút ha. Lý Vân Tiêu dứt tiếng, dưới chân bước ra vài bước, đồng thời ra tay, nhất thời đá bốn người Trần Chân, Hàn Bách, Mộng Vũ, Mộng Bạch vào. Chỉ còn dư lại Cổ Vinh cùng Kế Mông. Cổ Vinh một mặt sợ sệt, liên tục lui lại, nhưng Kế Mông lại hơi nhướng mày, muốn tự mình đi vào trong trận pháp này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Chớ vào, ngươi là vũ quân, Cổ Vinh là thuật luyện sư cấp 2, đồng thuật của A ta còn quá yếu. Không cách nào khống chế tâm thần của các ngươi. Lúc này Cổ Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, lá gan lớn lên, đi lên trước cẩn thận hỏi. Vân Thiếu, trận pháp này. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, lẳng lặng nói. Đây là một ảo trận, gọi là thiên giữ thiên huyễn trận. Bọn họ ở bên trong sẽ trải qua một ít sự tình ghi lòng tạc dạ, cả đời khó mà quên được, khà khà, cực kỳ thú vị. Cả người Cổ Vinh run lên. Lúc Lý Vân Tiêu nói đến sự tình ghi lòng tạc dạ, mang theo vẻ mặt cười gằn, để đáy lòng hắn không khỏi phát lạnh, bắt đầu yên lặng vì những người kia cầu khẩn. Lý Vân Tiêu lẳng lặng nói. Kế Mông ngươi thay mọi người hộ pháp, ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu, tận lực làm a. Hắn ở dưới chân mình vẽ một vòng tròn, phân biệt bố trí mấy khối nguyên thạch vào, ngồi ngay ngắn ở bên trong, hai tay bấm quyết, bắt đầu tĩnh tọa. Hai mắt Kế Mông ngưng lại. Thả người nhảy lên, trực tiếp ẩn vào một cây đại thụ ở phụ cận, đem thần thức tản ra phạm vi lớn nhất. Bắt đầu vì tất cả mọi người hộ pháp. Lần này chỉ còn lại Cổ Vinh không có việc gì, cũng dứt khoát đả tọa, tự mình tu luyện. Trương Đào là học sinh kiệt xuất nhất trên Thiên Ưng trấn của học viện, mới 13 tuổi đã mở ra năm đạo mạch luân, có hy vọng ở trước 15 tuổi cô đọng đan điền, diễn hóa ra nguyên khí, bước vào nhất nguyên cảnh, trở thành một tên võ sĩ chân chính. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là mau mau kiếm đủ tiền, sau đó thi vào Già Lam học viện, sau khi ra ngoài trở thành một tên trấn quốc thần vệ, quang tông diệu tổ, để cha mẹ trải qua ngày thật tốt, để muội muội tìm một nhà khá giả, mặt mày rạng rỡ xuất giá. Mỗi ngày Trương Đào đều sẽ đến phía sau núi một mình tu luyện, cây đại thụ hai người ôm hết, bị hắn đánh một quyền liền có thể nổ ra cái hang lớn. Ấy, đây là... Hắn mới vừa đánh một cây đại thụ nổ ra. Nhưng từ bên trong lộ ra một cái đầu lâu toàn thân nhung trắng, dĩ nhiên là một con sói. Sói làm sao sẽ ở trong đại thụ? Trương Đào kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, con bạch lang kia từ trong đại thụ lao ra, để Trương Đào ngơ ngác thất thanh kêu lên. Yêu lang, yêu thú, phía sau núi tại sao có thể có yêu thú? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liều mạng hướng về dưới núi chạy đi. Yêu thú! Là tồn tại ngay cả võ sĩ chân chính cũng không dám đối địch a. Gào. Yêu lang này hét dài một tiếng, đột nhiên nhào lên, mở ra miệng lớn máu đỏ tươi trực tiếp cắn xuống. Trương Đào không kịp trốn, sợ đến vội vàng xoay người đứng trung bình tấn, nội tâm liều mạng nói với mình, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt. Ta không sợ. Kim cương quyền. Hắn hơi nhún chân, ở thời điểm không thể trốn đi đâu được, hạ quyết tâm đánh ra một kích. Một quyền như kim cương. Lực phá nghìn cân,
bí mật mang theo tiếng xé gió gào thét nổ ra. Nếu là lang thú phổ thông, ở dưới cú đấm này tất nhiên là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn gặp gỡ là yêu lang, cú đấm kia trực tiếp đánh vào trên đầu sói, ngay lúc Trương Đào mừng rỡ trong lòng, nhưng ngơ ngác phát hiện nắm đấm dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu thân thể yêu lang, phảng phất đánh vào hư vô. Này, xảy ra chuyện gì? Đầu óc hắn trong nháy mắt phát mộng, đột nhiên yêu lang kia ở trên cánh tay hắn mở ra miệng lớn, mạnh mẽ cắn đi. A! À, trên cánh tay truyền đến đau đớn, Trương Đào đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy cánh tay phải của mình bị yêu lang cắn rơi mất. Xúc sinh, giết ngươi! Hai mắt hắn đỏ chót, đột nhiên năm ngón tay như chảo, chính là ưng chảo công, hướng về đầu lâu của yêu lang vồ xuống. Cái gì? Ưng chảo lại lâm không xuyên thấu thân thể yêu lang, không hề có một chút thực cảm đụng vào, hắn vạn phần khiếp sợ, giận dữ hét. Làm sao có khả năng? A! À, lại là một tiếng kêu đau đớn thê thảm vang lên, toàn bộ phía sau núi chấn động. Trương Đào nhất thời đau đến hôn mê trên đất, chờ hắn tỉnh lại đã là ban đêm. Này, tại sao lại như vậy? Hắn ngơ ngác nhìn vết máu đầy đất, còn có hai tay không trọn vẹn của mình, hai tay toàn bộ bị yêu lang ăn đi. A, à, tại sao không trực tiếp giết ta? Trương Đào phát điên ở sau núi lao nhanh, trong hai mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hai tay không còn, ta làm sao tập võ? Làm sao thi già Lam học viện? Làm sao trở thành trấn quốc thần vệ? Làm sao cho cha mẹ cùng muội muội cuộc sống hoàn toàn mới? Ông trời, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Từng cái khuôn mặt chờ mong ở trong đầu lướt qua, Trương Đào lảo đảo, cũng không biết mình làm sao trở về đến trong nhà. Nhìn phòng nhỏ cũ nát có ánh đèn lờ mờ, giờ khắc này phụ thân nhất định ở trước cửa làm nông cụ, mẫu thân tất nhiên ở bên giường thay người vá quần áo, mà muội muội đang ở nhà bếp làm cơm tối. Hắn nhìn hai cánh tay trống rỗng của mình, không cảm thấy đau đớn một chút nào, chỉ cảm thấy nội tâm giống như vỡ nát, trầm trọng không thở nổi, không cách nào giơ chân lên. Hắn không biết nên làm gì đi đối diện với người thân nhất của mình. A, à, không muốn, không muốn a, à, ô ô ô. Đột nhiên một tiếng kêu cầu cứu thảm thiết từ trong nhà truyền đến. Đó là thanh âm của muội muội. Trương Đào bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng chạy vào, ván cửa cũ nát đã bị đánh bay. Chỉ thấy phụ thân giơ lên cái cuốc, đang hướng về một người đánh tới. Lại bị người kia nhẹ nhàng đá trúng ngực, đá bay ra ngoài, ở trên không trung phun ra một ngụm máu. Phụ thân mạnh mẽ ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Cha! Trương Đào tâm như xé rách, gào thét một tiếng vội vàng chạy tới. Hắn muốn ôm phụ thân lên, nhưng không có hai tay, làm sao ôm lấy. Không muốn, không muốn a, van cầu các ngươi không muốn a. Trong phòng còn truyền đến thanh âm thống khổ xin tha, nhưng lần này là của mẫu thân. Mẹ! Trương Đào bi phẫn vọt vào, vừa vặn nhìn thấy con trai của trấn trưởng một cước đạp ở trên đầu mẫu thân chừng hai mắt một cái, thân thể khô quắt co giật giãy giụa mấy lần, rốt cục chết rồi. Hai mắt bi thương trợn lên, chết không nhắm mắt. Mẹ! Trương Đào đột nhiên phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong phòng con trai của trấn trưởng toàn thân trần trụi, cùng một đám du côn lưu manh thấp hèn, đang nằm nhoài trên thân thể trắng nõn của muội muội mình kích động lên xuống. Lượng lớn máu tươi từ giữa hai chân muội muội chảy xuống, trên khuôn mặt non nớt chỉ mới 12 tuổi, thống khổ đã không phát ra được thanh âm, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng cùng thống khổ. Xúc sinh, ta giết các ngươi. Trương Đào triệt để điên rồi, hắn như phong ngưu, dùng đầu lâu liều mạng đâm đến. Giết, ha ha, nguyên bản ta còn có chút sợ ngươi. Hiện tại cánh tay cũng không còn, làm sao giết ta? Đánh chết hắn cho ta, đánh chết tên rác rưởi này. Con trai của trấn trưởng trắng trợn không kiêng dè gọi lên, nhưng thân thể một khắc cũng không ngừng ở trên người muội muội co giật, tựa hồ càng thêm hưng phấn tăng nhanh động tác. Trương Đào chỉ cảm thấy đầu một hồi đau nhức, cả người liền té lăn trên đất, quyền cước như bão táp hạ xuống, toàn thân hắn bị đánh nứt thành từng khúc. Một trận ý thức mơ hồ bắt đầu tập kích lên não. Con người của hắn bắt đầu phóng to, cả người dần dần mất đi ý thức. Dùng ánh mắt vô lực nhìn trên người muội muội không ngừng lưu lại máu tươi, hắn không thể ra sức, thân thể của hắn đau đớn, nhưng đã hoàn toàn không cảm giác được, tâm hắn càng như có lưỡi dao cắt rời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.